Rồi, tôi trước khi chúng ta kết thúc cái lớp học này thì có một vài điều tôi muốn trình bày với quý tôi tớ Chúa những một vài cái lưu ý về việc mà mình giảng giải kinh. Thì nó gồm nhiều cái góc độ khác nhau. Trong cái phần này thì tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm cá nhân của mình ở trong lời của Đức Chúa Trời, trong chức vụ giảng dạy. Và cũng có nhiều điều mà tôi học được từ những người xung quanh. Không biết quý thầy cô đã vào trở lại hết chưa? Còn ai? Chắc còn nhiều người đang trở lại. Xong rồi, giáo sư. Dạ xong rồi, mục sư ơi. Ok. Rồi, vậy chúng ta tiếp tục ha. Khi nhìn cái hình này thì chắc là quý vị biết nó là cái câu chuyện nào. Một cái câu chuyện rất là quen thuộc với chúng ta là có năm ông thầy bói, một ngày rảnh rỗi không có chuyện gì làm, ế quá không có ai tới coi bói, cho nên ông nói thôi có con voi đi ngang qua thì mình đi xem voi cho biết. Năm ông đều mù, cho nên mỗi ông sờ một chỗ, và ông sờ tay, ông sờ chân, ông sờ cái vòi, ông sờ cái đuôi. Mỗi ông mô tả cái con voi theo một kiểu, theo một cái góc độ mà mình nhìn thấy. Thì trong cái câu chuyện này, câu chuyện dân gian, chúng ta nghe mình thấy cái bài dạy, cái hướng mà cái người kể câu chuyện muốn muốn hướng chúng ta tới, đó là mình phải có cái nhìn khách quan, phải nhìn thấy tổng thể, phải như thế này thế nọ thế kia, thay vì mình chỉ khư khư giữ cái quan điểm cục bộ hoặc là của cá nhân mình mà thôi. Và khi mà tôi nghĩ đến câu chuyện này, tôi thấy rất là lý thú, nhất là trong cái câu chuyện mà giảng giải kinh của chúng ta học trong những tháng qua đó. Thì thưa quý tôi tới Chúa, mỗi chúng ta giống như cái ông thầy bói ở trong cái câu chuyện này, tiếp xúc cái con voi là lời của Đức Chúa Trời ở một cái góc độ cá nhân của mình. Chúng ta luôn luôn tiếp xúc lời của Đức Chúa Trời ở cái góc độ cá nhân của mình. Mình không thể nào và cũng không ai đủ cái khả năng hay là hiểu biết hay là sự khôn ngoan để mà có thể tiếp xúc với Kinh Thánh như là cái góc độ của Đức Chúa Trời được. Cho nên mỗi khi chúng ta đến với Kinh Thánh, mình giảng một cái phân đoạn Kinh Thánh nào đó, là chúng ta nhìn lời của Chúa qua lăng kính của trải nghiệm cá nhân, những hiểu biết, những khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cách cá nhân, chứ không có phải là chúng ta biết hết tất cả mọi sự. Thành ra khi mà mình đến với lời Chúa trong cái tâm thế đó, cái vấn đề của năm cái ông thầy bói này đó là họ không biết cái hình thù, hay là không biết cái con voi nhìn tổng thể nó như thế nào, họ chưa bao giờ nhìn nó một cách tổng thể. Còn chúng ta là những người đứng trên bục giảng thì chúng ta không phải là mình đến với con voi hay là đến với Kinh Thánh mà không biết Kinh Thánh là cái gì. Chúng ta có một bức tranh tổng thể về Kinh Thánh, chúng ta có sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong thiên nhiên, sự mặc khải Đức Chúa Trời trong lương tâm, rồi là sự mặc khải thành văn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Cho nên mình có một bức tranh tổng thể và mình hình dung được cái sứ điệp của Kinh Thánh nó là cái gì xuyên suốt từ sáng thế ký cho tới khải huyền. Cho nên ngay cả khi mà chúng ta tiếp cận một cái phần nào đó của Kinh Thánh ở trong cái bài giảng, nhất là bài giảng giải kinh của mình đó, thì chúng ta tiếp cận nó ở cái góc độ hẹp hơn, nhưng cái góc hẹp đó nó phải nằm ở trong cái tổng thể của cái bức tranh chung của Kinh Thánh. Mình không thể lấy một cái góc hẹp trong cái sự tiếp cận của mình đem ra khỏi cái bối cảnh Kinh Thánh rồi mình nói rằng đây là nội dung Kinh Thánh. Và như vậy là không đúng. Giống như mấy ông thầy bói này sờ lỗ tai thì nói là con voi giống như cánh quạt. Ông sờ cái vòi thì nói là con voi nó thun thun như là con đĩa. Hay là sờ cái chân thì nói là nó như cái cục đình. Đó là những cái góc nhìn cá nhân. Và họ sai lầm khi khi họ không biết tổng thể cái con voi nó như thế nào. Họ đi đến chỗ tranh cãi với nhau, cho rằng là cái định nghĩa của tôi mới đúng. Tôi sờ nó như vậy, trải nghiệm của tôi là như vậy. Tôi rờ nó như là cái cánh quạt thì nó, con voi nó phải như là cánh quạt. Còn ông kia rờ như cái cột đình thì nó phải như là cột đình. Và năm ông thầy bói nhào vào đánh đánh lộn với nhau, bởi vì không ông nào chịu cái ý của ông nào. Ông nào cũng cho rằng cái ý mình đúng, bởi vì đó là trải nghiệm cá nhân của mình là đúng. Và đó là cái rất là nguy hiểm ở trong cái vai trò của chúng ta là những người giảng lời của Đức Chúa Trời. Nguy hiểm thứ nhất khi mình quên tổng thể cái sứ điệp của Kinh Thánh là gì?
Và cái nguy hiểm thứ hai là mình cho rằng cái cách mình hiểu về cái khúc kinh thánh, về cái chỗ kinh thánh mà mình đang vật lộn hay là mình đang soạn bài giảng đó, là cách hiểu đúng nhất, và tất cả những cách hiểu khác là đều không có phù hợp, đều không có đúng đó. Thì đó là một cái suy nghĩ rất là sai lầm, rất là cần phải phải tránh cái suy nghĩ đó, bởi vì mình không thể hiểu hết toàn bộ kinh thánh, mình không biết hết toàn bộ những gì mà Đức Chúa Trời nói, thậm chí là trong kinh thánh mình cũng không biết hết. Cho nên những gì chúng ta biết, những gì chúng ta hiểu, mình phải nhớ rằng là nó chỉ là một phần nhỏ ở trong sứ điệp, nhưng cái phần nhỏ đó nó phải phù hợp với cái sứ điệp đó. Giả sử năm cái ông thầy bói này sờ mỗi ông một chỗ trong con voi, cái ông sờ cái lỗ tai thì nói rằng là cái con voi nó dẹp như cái tờ giấy hay là như cái cánh quạt, thì mỗi một cái góc độ như vậy nó chỉ mô tả một phần của cái tổng thể là cái con voi mà thôi. Thành ra khi chúng ta soạn lời của Chúa, soạn bài giảng đó và công bố lời Đức Chúa Trời, mình phải nhớ rằng mình đang công bố một phần rất nhỏ trong một khoảng thời gian rất ít để chuyển tải một sứ điệp nào đó cần thiết cho hội chúng của Chúa trong một cái khoảng thời gian là 1 tuần lễ, để họ có thể vật lộn với nó và trưởng thành ở trong cái sự dạy dỗ của lời Chúa. Tức là mình trình bày một cái rất nhỏ cho một nhóm rất nhỏ trong một khoảng thời gian rất ngắn, và mình cầu nguyện để Đức Thánh Linh làm việc ở trong đời sống của những người tín hữu mà nghe chúng ta giảng. Nên mình phải nhớ điểm này. Và cái nhận thức đó nó sẽ giúp cho chúng ta khi mình đối diện với những khúc kinh thánh, dù là dễ giảng hay là khó giảng đi nữa, thì mình cũng thấy được cái bối cảnh chung của kinh thánh là thế nào, và cái phần nhỏ mà mình giảng đó nó phù hợp như thế nào ở trong cái bối cảnh chung đó. Và điều này rất là quan trọng, bởi vì nếu mà chúng ta quên, mình đem kinh thánh ra khỏi văn mạch, mình đem kinh thánh ra khỏi cái bối cảnh của toàn bộ kinh thánh, là mình giảng một hồi là nó trật lắc hết trơn, là nó ra thành tà giáo nào mình cũng không biết. Cho nên cái hình ảnh mấy ông thầy bói xem voi này, tôi muốn dùng nó ở cái góc độ tích cực để nói về vấn đề giảng giải kinh. Mặc dù câu chuyện này thì người ta dùng nó ở góc độ tiêu cực bao nhiêu lâu là tôi không cần biết, nhưng mà tôi muốn dùng nó ở góc độ tích cực để muốn chuyển tải cho quý thầy cô một cái ý niệm mà mình cần phải ghi nhớ, là những gì chúng ta hiểu biết về lời Đức Chúa Trời rất là giới hạn. Và đừng bao giờ nghĩ rằng tôi biết hết tất cả, đừng bao giờ nghĩ rằng những gì tôi đã biết là đúng 100%, hoặc là không thể thay đổi, hoặc là không có một cách nào khác để hiểu cái câu kinh thánh đó hơn. Cái cách suy nghĩ như vậy nó rất là nguy hiểm. Ok, kinh thánh thì nói rất rõ, một chấm một nét không thay đổi, nhưng suy nghĩ, cách hiểu của chúng ta về lời của Đức Chúa Trời, sứ điệp căn bản không thay đổi, nhưng cách chuyển tải sứ điệp đó cần phải thay đổi theo thời gian, phù hợp với bối cảnh như thế nào. Thì chúng ta khi đến với lời của Đức Chúa Trời phải nhớ điểm đó ở trong lòng của mình. Không phải mình nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời, nhưng mình phải biết chắc chắn một điều là sự hiểu biết của mình về Đức Chúa Trời, về lời Đức Chúa Trời nó giới hạn, chứ nó không phải là nó bao quát như là toàn bộ kinh thánh được. Rồi mình nhớ chúng ta là những con người hữu hạn được Đức Chúa Trời ban một đặc ân để giải bài về một Đức Chúa Trời vô hạn bằng cái phương tiện hữu hạn là ngôn ngữ của con người, cộng thêm cái sự giới hạn của hiểu biết, luôn cả sự thiếu trải nghiệm của chính người giảng. Tôi ước mong quý thầy tới Chúa luôn luôn ghi nhớ cái điểm này. Mình là một người được ban ơn, mình có giới hạn của chính mình, nhưng trong cái chỗ giới hạn của mình, Chúa ban cái đặc ân để mình được trình bày, để mình được giải bày về một Đức Chúa Trời vô hạn. Làm sao cái hữu hạn mà giải thích về cái vô hạn được? Thì mình chỉ giải thích về cái vô hạn ở trong cái hữu hạn mà mình biết mà thôi. Và chúng ta dùng một cái phương tiện hữu hạn là ngôn ngữ của con người, cộng thêm cái sự giới hạn trong hiểu biết của chúng ta, và luôn cả cái sự thiếu trải nghiệm của chính chúng ta. Cho nên cái ý mà tôi muốn nói đến ở đây là để cho quý vị thấy sự giới hạn của mình, sự vô hạn của Đức Chúa Trời, nhưng đồng thời cũng cho chúng ta thấy đặc ân rất lớn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Một đấng vĩ đại, vô hạn, sẵn sàng dùng cái sự giới hạn của một con người nhỏ bé, sống trên một đất nước nhỏ bé, để có thể chuyển tải những ý niệm vô hạn về chính Ngài. Đó là một đặc ân rất là lớn lắm. Cho nên chúng ta đừng có khinh suất cái điều mà Đức Chúa Trời đã ban, hoặc là cái thiên chức mà Chúa đặt để ở trong cái cương vị là một người hầu việc Đức Chúa Trời.
Rồi có một vài điểm cần phải lưu ý về người giảng khi chúng ta, dù là quý vị soạn bài giảng giải kinh hay là chủ đề hay là bất cứ một cái bài giảng nào, quý vị là một người giảng thì đây là điều cần phải lưu ý. Thứ nhất, người giảng phải nhận thức những giới hạn của mình trong hiểu biết về lẽ thật và trải nghiệm lẽ thật. Hiểu biết về lẽ thật và trải nghiệm về lẽ thật là hai điều hoàn toàn khác nhau, nó không có giống nhau. Mình đừng có nhập chung lại, đừng có nghĩ rằng là tôi hiểu về lẽ thật là tôi trải nghiệm lẽ thật, không có đâu. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Và mình càng rõ ràng giữa cái hiểu biết và cái trải nghiệm về lẽ thật chừng nào thì cái việc giảng dạy của chúng ta nó sẽ càng tỏ tường chừng nấy cho người nghe. Còn nếu mình nhập nhằng hai cái chuyện này lại với nhau thì sẽ rất khó để mình có thể giảng một cách rõ ràng. Và khi giảng thì chúng ta phải luôn nhớ sứ điệp tổng quát của Kinh Thánh và nhận thức rõ ràng phần lẽ thật mà mình đang giảng phù hợp như thế nào với bối cảnh chung của toàn thể Kinh Thánh. Chúng ta đã gặp cái nguy cơ của việc chúng ta trích dẫn một cái câu Kinh Thánh ra khỏi văn mạch khi mà mình soạn bài giảng theo chủ đề hoặc là mình soạn bài giảng theo câu gốc. Thì khi mình soạn một bài giảng giải kinh đó, cái nguy cơ là chúng ta lấy cái khúc Kinh Thánh đó ra khỏi cái văn mạch của toàn thể cái quyển Kinh Thánh, của toàn bộ quyển Kinh Thánh, đó là cái nguy cơ của chúng ta. Cho nên đó, đối với bài giảng chủ đề và bài giảng giải kinh, xin lỗi, bài giảng câu gốc, thì mình có thể lấy nó ra khỏi cái văn mạch, cái đoạn đó, cái sách đó. Nhưng với bài giảng giải kinh là một cái quy mô lớn hơn nữa. Cho nên mình phải lưu ý cái điểm này. Rồi người giảng phải sống với cái phân đoạn Kinh Thánh mình giảng. Tức là không chỉ cầu nguyện, tìm kiếm ý Chúa, suy tư về lời Chúa, nhưng cũng phải xin Chúa cho mình trải nghiệm chính lẽ thật mà phân đoạn Kinh Thánh mình giảng đề cập đến. Và đây là điều mà tôi nhắc đi nhắc lại với quý tôi tớ của Chúa. Mình giảng một phân đoạn Kinh Thánh thì rất là dễ, nhưng để thực sự sống cái phân đoạn Kinh Thánh đó mới là cả một vấn đề. Mình sống với nó như thế nào? Mình sống với nó trong cái hoàn cảnh khó khăn, thuận lợi, hoặc là sống với nó trong những cái thách thức, những cái ngổn ngang của cuộc đời vốn đã rất bận rộn, rồi bây giờ phải tìm cách cậy ơn Chúa để Chúa cho con trải nghiệm cái điều mà con giảng nữa hay sao? Thật sự là như vậy, cần phải như vậy. Bởi vì nếu chúng ta giảng mà chúng ta không sống đó, thì mình giống như những con vẹt vậy thôi, chả khác gì hết. Nên mình phải sống với phân đoạn Kinh Thánh. Rồi chúng ta nhớ rằng là con người không có trọn vẹn được như sứ điệp, nhưng mà mình phải trung tín công bố sứ điệp một cách trọn vẹn nhất có thể theo cái sự hiểu biết mà Chúa ban cho mình. Tất cả chúng ta không ai trọn vẹn hết. Và đương nhiên mình cũng không trọn vẹn như cái sứ điệp mà Chúa ban cho chúng ta ở trong Kinh Thánh. Do vậy mình phải cậy ơn Chúa để công bố sứ điệp một cách rõ ràng nhất, trọn vẹn nhất có thể trong cái giới hạn của chính mình. Giới hạn về tuổi tác, về năng lực tư duy, về trí nhớ, về khả năng suy luận, diễn dịch, về ngôn ngữ, về biểu cảm, nó đủ thứ giới hạn ở trong con người của mình. Và nếu mà quý tôi tới Chúa đã xem qua những cái video bài giảng của chúng ta, mình đã có phần lượng giá rồi, chúng ta thấy rõ ràng mỗi người có một cái giới hạn riêng ở trên tòa giảng. Không có ai trong chúng ta là đứng giảng là một cái bài giảng trọn vẹn 100% ở trên ấy. Chính tôi cũng có những cái hạt sạn ở trong chính cái bài giảng của mình nhận ra được chứ không phải là không. Cho nên vấn đề là chúng ta phải hiểu sứ điệp cần một cái sự công bố đầy đủ, dù chúng ta không đầy đủ. Sứ điệp cần phải được trong công bố cách trọn vẹn dù chúng ta không trọn vẹn. Thành ra Đức Chúa Trời giúp cho cái chỗ không trọn vẹn của chúng ta. Khi mà tôi đến cái hội thánh thứ hai ở trong chức vụ chân bày của mình đó, thì Chúa đặt để trong lòng tôi một cái khẩu hiệu để nhắc nhở chính mình là phải sống đúng và sống thật với lời của Chúa. Đó là cái khẩu hiệu cá nhân. Nhưng rồi khi ở trong suy ngẫm đến vấn đề giảng dạy lời của Đức Chúa Trời đó, thì cái câu đó nó trở thành là phải giảng đúng và giảng thật với lời của Đức Chúa Trời. Giảng đúng và giảng thật là sao? Sống đúng và sống thật là sao? Nó có gì khác nhau đâu? Hoặc nghe thì nó không khác, nhưng thực ra nó rất là khác. Tại vì chúng ta có thể làm đúng, nhưng mà lòng mình nó không có thật với cái đúng đó. Người Pharisee họ đứng, họ cầu nguyện, họ kiêng ăn, cái việc làm nó là đúng, nhưng cái lòng họ không có thật với cái đúng đó. Cho nên cái đúng nó không đủ. Chúng ta khi nói về chân lý, cái chữ Kinh Thánh của chúng ta là lẽ thật chứ không phải là lẽ đúng. Nó cũng rất là ý nghĩa ở chỗ đó.
Thành ra khi mình giảng lời của Đức Chúa Trời cũng vậy, giảng đúng và giảng giảng thật với lời Chúa. Cái chữ thật nó đòi hỏi cái trải nghiệm, nó đòi hỏi cái hiểu biết sâu xa và cái sự áp dụng sâu xa cho cá nhân mình, cái bài giảng mà mình giảng cho hội thánh. Có thể tuần đó mình chưa áp dụng được, nhưng mà những thời gian sau đó mình phải cậy ơn Chúa để mình áp dụng điều mình giảng. Nếu không thì cái lời giảng của mình nó trở nên khuôn sáo hoặc là nó không có ích lợi gì. Rồi một điểm nữa chúng ta cũng phải lưu ý. Người giảng là người chăn chứ không phải là người làm ra cỏ cho chiên ăn. Mình không có làm ra cái cọng cỏ nào hết trơn á. Mình không có nuôi được một con chiên bằng bằng một cái giọt nước nào mà mình nặn ra được hết trơn á. Mình chỉ có thể đưa bầy chiên đến những đồng cỏ xanh tươi và những mé nước bình tĩnh sẵn có ở trong lời của Đức Chúa Trời. Sẵn đây cái đồng cỏ xanh tươi mà mình đọc ở trong Thi Thiên đó, nó không có phải giống như là đồng cỏ ở Việt Nam hoặc là ở cái nơi mà nó có nhiều nước, nhiều mưa đâu. Chúng ta nên nhớ đây là xứ Do Thái, xứ sỏi đá. Thành ra cái đồng cỏ xanh tươi của người Do Thái là những cái đồng cỏ mà sỏi đá lởm chởm và cỏ mọc chen với đá. Nó rải rác, nó thưa thớt, giống như là tóc ở trên đầu của một người sắp hói vậy đó. Đó là đồng cỏ xanh tươi của người Do Thái đó. Còn nếu mà nó là một đồng cỏ khô cằn đó là chỉ nhìn thấy đá và đá và đá thôi chứ không có gì cả. Cho nên cái khái niệm về đồng cỏ xanh tươi trong cái nhận thức của người Do Thái và của người Á Châu chúng ta hoặc là người phương Tây đó nó rất là khác nhau. Cho đến khi mình hiểu về cái vấn đề lịch sử, bối cảnh lịch sử và địa lý đó, thì mình mới thấy được cái ý nghĩa của lời giảng đó, của lời Chúa. Đồng cỏ xanh tươi và mấy nước bình tĩnh nó như thế nào? Chúng ta nên nhớ trách nhiệm của mình là như vậy. Đưa bầy chiên đến đồng cỏ xanh tươi. Tức là mình phải tìm cho được có một cái đồng cỏ xanh tươi và mình đưa chiên đến đó. Mình đưa chiên đến đó chứ mình đâu có bắt cho chiên nó gặm được. Phải không? Con nào nó gặm á, thì nó mới no. Còn nó không gặm thì nó chịu thua. Nó vẫn sẽ đói, nó vẫn sẽ ốm thôi. Kinh Thánh nói rằng ta là bầy chiên mà hy sinh mạng sống của mình, ta vì bầy chiên mà hy sinh mạng sống của mình. Ta còn có những chiên khác không thuộc về chuồng này, ta cần phải đem chúng về nữa. Chiên ấy sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Cho nên trên góc độ chúng ta là những người hầu vị Đức Chúa Trời, mình hay dùng chung cái chữ là người chăn bầy, thì nó chỉ đúng ở cái nghĩa hẹp thôi chứ nó không có đúng ở trên cái nghĩa rộng của Kinh Thánh. Bởi vì chỉ có một người chăn và một bầy chiên là Đức Chúa Jesus Christ, và chúng ta cái bầy chiên của Chúa Jesus Christ là hội thánh hoàng vũ đó, là tất cả những người tin Chúa từ cổ chí kim. Là cái vị trí của chúng ta, vai trò của chúng ta là những người nói một cách gọi là sát theo cái nghĩa đen đó, là chúng ta là những người hỗ trợ người chăn ở trong việc chăm sóc bầy chiên. Hay là dùng cái hình ảnh mà nó hơi thô thiển chút xíu nữa là giống như những con chó chăn cừu vậy đó, chạy loanh quanh để bảo vệ, để hướng dẫn bầy chiên đi theo đúng cái hướng mà người chăn muốn cái bầy chiên đó nó đi. Quý vị nếu mà chưa có dịp xem cái cảnh một con chó nó chăn cừu thế nào đó thì mình vô YouTube mình có thể search chó chăn cừu, quý vị xem rất nhiều những cái video, những con chó rất là khôn ngoan và nó biết cách dẫn cái bầy chiên, nó lùa cái bầy chiên đi về cái hướng mà người chăn muốn. Mình dùng cái hình ảnh con chó chăn cừu mình thấy nó khó chịu lắm. Tôi là mục sư mà ví tôi giống như con chó chăn cừu, nhưng mà thực sự quý vị nhìn lại cái chức vụ của mình đi, có phải là như vậy không? Suy cho tận cùng mình đâu có nuôi chiên được, bởi vì lẽ đạo là điều đến từ lời Đức Chúa Trời, là của Đức Chúa Trời chứ đâu phải là của mình. Mình chỉ đưa hội chúng đến với lời của Chúa mà thôi. Người giảng cần phải không ngừng ngạc nhiên về lời Chúa, hứng thú với điều Kinh Thánh nói hơn là điều hội chúng muốn nghe. Cái chỗ mà ngạc nhiên về lời Chúa là cái chỗ khó này. Bây giờ quý vị đọc Thi Thiên 23 hay là Thi Thiên đoạn 1, quý vị tìm được cái chỗ nào ngạc nhiên đâu? Có cái gì ngạc nhiên cho chính mình khi mình đọc mấy câu Thánh quen thuộc như vậy? Hoặc là Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Mình nghe cái câu đó hàng ngàn lần rồi. Bây giờ ngạc nhiên cái gì nữa mà ngạc nhiên, có cái gì nữa mà ngạc nhiên? Thì cái ý mà tôi muốn nói ở đây đó là lời của Đức Chúa Trời trong cái trải nghiệm của chính quý vị cũng đã biết rồi,
mình có thể đọc một phân đoạn Kinh Thánh 5 7 năm trước mình hiểu nó một góc độ khác, bây giờ mình đọc trở lại phân đoạn Kinh Thánh đó mình hiểu nó một góc độ khác, bởi vì lời Chúa là lời sống mà. Tại sao hồi xưa Chúa không có cho mình hiểu giống như cái hiểu của mình bây giờ? Đơn giản là vì chưa có thời điểm của Chúa, chưa có trải qua những cái điều cần thiết để mình có thể hiểu lời của Chúa ở góc độ sâu xa hơn là những gì mình đã hiểu. Cho nên mình cần phải xin Chúa cho mình khám phá được những điều mới mẻ ở trong lời Đức Chúa Trời. Và những điều mới mẻ mà mình khám phá không có nghĩa là nó đi đi ngược với Kinh Thánh, nó đi trái Kinh Thánh, nó đi trái Kinh Thánh rồi mình nói là đó là khám phá từ nơi lời Chúa, là trái quốc cái thành tà giáo nào không hay. Và chúng ta phải lưu ý mình cần hứng thú với điều Kinh Thánh nói hơn là điều hội chúng muốn nghe. Tôi bảo đảm quý vị trong chức vụ quý vị là thế nào cũng có ít nhất một vài lần có những sứ điệp quý vị đặt để trong lòng của Chúa, những sứ điệp mà Chúa đặt để trong lòng của quý vị, nhưng mà quý vị không dám công bố vào hội thánh của Chúa. Chắc chắn nếu mà nó chưa có thì chắc chắn nó sẽ đến. Có những điều mà Chúa thôi thúc quý vị rất là mạnh mẽ. Mình biết là hội chúng của Chúa cần nghe điều này, nhưng mình sợ rằng khi mình nói ra là sẽ rất là nhiều người họ phật lòng. Ví dụ đơn cử như cái chuyện dâng hiến đi. Có những mục sư không dám giảng về vấn đề dâng hiến. Sợ tín hữu hiểu hiểu lầm mình nói rằng là ô ông mục sư suốt ngày chỉ nói chuyện tiền bạc, đi nhà thờ nói chuyện tiền bạc không, không nói lời Chúa gì hết. Rồi cái mục sư nghe tín đồ phàn nàn kiểu đó cái rồi thụt lui, không dám giảng về vấn đề dâng hiến, sợ mang tiếng. Mà thật sự mấy tín đồ mà nói chuyện kiểu đó nó cũng chả có dâng hiến gì đâu, chả có yêu mến Chúa gì để mà dâng hiến của Chúa đâu. Chứ còn những người thực sự trung tín rồi, đã trung tín dâng hiến rồi đó, họ nghe giảng về vấn đề dâng hiến họ cũng thích thú như thường, chứ không có gì là trở ngại đối với họ. Chỉ có những người không chịu dâng hiến thì mới phản ứng. Rồi đôi khi chúng ta vì lý do đó, vì cái sự phản ứng của những con đỏ đó, thôi không nói nữa, hội thánh thiêng liêng lắm, hội thánh nào, chỗ này là chỗ của lời Chúa chứ không phải chỗ của tiền bạc. Ủa chứ tiền bạc không có trong lời Chúa à? Cho nên mình phải lưu ý, quan trọng lưu ý đến cái điều mà Kinh Thánh muốn nói hơn là điều mà người ta muốn nghe. Muốn được lòng hội chúng ta giảng điều tín hữu muốn nghe là mình được lòng hội chúng ngay thôi, nhưng mình có thể mất lòng Đức Chúa Trời. Nên đây là điều mình phải lưu ý ha. Rồi cái điểm tiếp theo nữa cũng rất là khó và cũng là thách thức nhiều lắm, người giảng phải chủ động làm mới chính mình cho qua cái việc đọc học suy tư trải nghiệm và thực hành. Phải chủ động làm mới chính mình, không làm mới chính mình là quý vị không thể tiến bộ trong vấn đề giảng dạy lời Đức Chúa Trời. Làm mới chính mình bằng cách nào? Mở rộng tri thức của mình, mở rộng hiểu biết của mình một cách có chủ ý, chứ không phải là mình vô tình. Mình coi phim Tàu thấy không, kiểu giống như kiểu là vô tình lượm được bí kíp vậy đó, không phải vậy. Mình phải có chủ ý đầu tư cho cái sự học hỏi của mình. Ví dụ như chúng ta xem qua những cái video bài giảng, lượng giá những bài giảng quý vị thấy là có những người biểu cảm tốt, có những người không dám biểu cảm, không có biểu cảm, không có những cái cử điệu. Mình phải đặt cái câu hỏi tại sao tôi không có những cái cử điệu đó. Chúng ta rất dễ trả lời là ô tại cái bản tánh của tôi như vậy, nhưng mà không, bản tánh vẫn có thể thay đổi, thói quen có thể thay đổi. Và nếu mình không trau dồi, mình không học cái cách bày tỏ bằng cái ngôn ngữ hình thể đó, thì cái sự giảng dạy của mình nó sẽ vẫn cứ y như vậy. Quanh năm suốt tháng mình dậm chân tại chỗ mà mình không biết. Cuối cùng mình có thể khá hơn, có thể sắc bén hơn ở trong chức vụ, thì ngày càng mình lại bị bào mòn, mình lại bị thui chột, mình lụt đi mất hồi nào mình không biết. Bởi vì con cá mà nó lội là con cá sống là con cá nó lội ngược dòng, còn con cá chết là dòng dòng nước cuốn nó đi đâu là nó đi tới đó thôi. Thành ra người giảng phải có chủ ý làm mới chính mình. Tôi biết là quý vị rất là bận rộn, nhưng mình phải có thời giờ để mình đọc sách, phải có thời giờ để học hỏi, phải có thời giờ để nghiên cứu cho chính mình những cái vấn đề về khoa học, những vấn đề về xã hội, những vấn đề của cái việc điều hành nhà nước, điều hành một cái cơ quan, một cái đoàn thể, hoặc là hội thánh, lãnh đạo hội thánh của Đức Chúa Trời. Mình phải nghiên cứu, phải học hỏi, phải tìm kiếm những cái mới mẻ và thách thức mình.
Và nếu trong một năm mà quý vị chưa đọc được một hoặc là hai cuốn sách đó, thì mình phải xét lại. Có người nói chứ tôi chỉ đọc Kinh Thánh không là đủ. Nhưng mà thưa quý mà anh chị em, đâu phải lúc nào mình cũng đọc Kinh Thánh 24 trên 24 đâu. Và đâu phải cái chuyện gì ở trong xã hội này Kinh Thánh cũng nói tới đâu. Có những cái vấn đề như là vũ trụ như thế nào, cấu tạo của các vì sao, hoặc là việc du hành vũ trụ ra làm sao, những khó khăn trong cái vấn đề mà cải tạo một cái hành tinh chẳng hạn vậy, những cái chuyện như vậy quý vị đâu có tìm được trong Kinh Thánh. Nhưng mình tìm được nó trong sách vở, trong báo chí, trên internet. Cái việc đó thì nó liên hệ gì đến bài giảng, cái việc đó thì liên hệ gì đến hội thánh. Có thể nó không liên hệ trực tiếp, nhưng mà khi quý vị có thể giúp cho người tín hữu biết trân quý cái vũ trụ mà Đức Chúa Trời sáng tạo, biết chiêm ngưỡng và biết tận hưởng cái vũ trụ mà Đức Chúa Trời sáng tạo, khám phá những cái vẻ đẹp kỳ vĩ của Đức Chúa Trời ở trong chính sự sáng tạo, thì quý vị đã đưa tín hữu, đưa cử tọa của mình đến một gần hơn, đến một bước gần hơn ở trong cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Mình phải dạy người tín hữu nhận diện Đức Chúa Trời trong những cái nhỏ nhất ở trong cuộc sống của họ, như là một hạt cát, một hòn sỏi, thậm chí xin lỗi một đống phân nữa. Làm sao để có thể dạy cho người tín hữu nhận biết được Đức Chúa Trời trong một cái đống rác, hay là trong một cái gì đó dơ bẩn ở trong cuộc sống, hoặc là làm sao để có thể đưa họ đi đến cái chỗ là họ chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời trong mỗi một khoảnh khắc, từng một cái chiếc lá, một cái đóa hoa, hay là một cái gì đó, một cái ly nước, một cái giọt nước, thậm chí một giọt mồ hôi ở trên trán của họ. Chúng ta phải dạy họ cái điều đó, chứ họ không có nghĩ tới. Và khi họ không nghĩ tới thì họ bỏ qua rất nhiều những cái cơ hội để mà có thể tiếp cận với Đức Chúa Trời. À, thành ra mình phải trau dồi, mình học hỏi, mình làm mới chính mình thì mình mới có thể giúp người tín hữu. Bởi vì nếu quý vị học với Chúa, một hội thánh ở thành thị, ở nông thôn gì cũng vậy thôi, tôi nghĩ rằng là người tín hữu đó sẽ có những người họ học hỏi liên tục trong cái công việc của họ, trong công sở của họ, họ bắt buộc phải trau dồi kiến thức liên tục. Mà người hầu vị Chúa không trau dồi kiến thức, mình chỉ biết có Kinh Thánh, mình chỉ giảng Kinh Thánh không thôi, không có liên hệ với những cái chuyện gì ở bên ngoài Kinh Thánh đó, thì người ta sẽ mất dần cái sự hứng thú khi nghe lời giảng của mình. Vì họ thấy giống như bước vào nhà thờ là nói một cái câu chuyện hoàn toàn khác, không có liên hệ, không ăn nhập gì tới cuộc sống của họ hàng ngày hết trơn. Thì từng hồi từng lúc mình làm cho lời của Chúa trở nên mất cái sức hút đối với người tín hữu mà mình không biết, qua cái sự giảng dạy và qua sự thiếu đầu tư cho chính cái đời sống của mình. Rồi quý vị có câu hỏi, có góp ý gì thêm trong vấn đề về cái người giảng hay không? Trước khi tôi nói một vài ý về cái việc soạn bài giảng gia kinh. Dạ, rất tốt không Khương, rất là tuyệt. Dạ. Rồi, khi chúng ta soạn bài giảng giải kinh thì người giảng phải không ngừng đặt câu hỏi. À, đôi khi tôi tới Chúa, tôi tâm tình điều này thật với quý mục sư, là đôi khi mình là mục sư mình không dám đặt câu hỏi. Mình không dám đặt những cái câu hỏi mà thứ nhất mình không có câu trả lời, mình không biết đường tìm câu trả lời. Và mình sợ là mình đặt câu hỏi, cái mình khuyến khích người tín hữu đặt cái câu hỏi ngược trở lại. Mình bí, mình không biết trả lời, mình mất mặt đủ thứ. Nhưng mà nếu quý vị muốn tiến bộ trong sự giảng dạy, quý vị phải không ngừng đặt câu hỏi. Và đặt câu hỏi về những câu hỏi mà mình đã đặt ra. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì quý vị, khi mà chúng ta đặt một câu hỏi, rất ít khi nào mình chất vấn chính mình là tại sao mình đặt cái câu hỏi đó. Cái điều gì khiến cho mình suy nghĩ cái phân đoạn Kinh Thánh này và mình đặt cái câu hỏi như vậy? Cái động cơ nào thôi thúc mình nghĩ đến câu hỏi đó mà không nghĩ tới một câu hỏi khác? Và khi chúng ta đặt câu hỏi về những câu hỏi đó, nó sẽ phơi bày cho chúng ta những cái động cơ sâu xa trong lòng của mình. Và nó sẽ chỉ cho quý vị thấy là mình tiếp cận lời của Chúa ở cái góc độ nào. Cái góc độ đó có phù hợp không? Có cần phải thay đổi cái góc độ đó hay không? Ví dụ như bây giờ chúng ta đọc Kinh Thánh, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Bắt đầu mình đặt ngược câu hỏi trở lại. Nếu như Đức Chúa Trời không dựng nên trời đất thì sao?
Nếu Đức Chúa Trời không dựng nên trời đất thì sao? Thì giả sử mình đọc câu đó, mình đặt câu hỏi như vậy, thì bây giờ quý vị đặt ngược câu hỏi trở lại. Tại sao tôi đặt cái câu hỏi là nếu Đức Chúa Trời không dựng nên trời đất? Cái điều mà tôi muốn nhắm đến qua cái câu hỏi đó là cái gì? Phải chăng là tôi đang nghi ngờ sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, hay là tôi đang nghi ngờ sự hiện diện của Đức Chúa Trời, hay là tôi nghĩ rằng nếu như Đức Chúa Trời không dựng nên trời đất thì nó tốt hơn? Bởi vì Chúa dựng nên trời đất xong rồi tội lỗi xâm nhập, rồi người ta chết đủ thứ chuyện hết trơn, rồi Chúa Giêsu phải chết đủ thứ chuyện hết trơn. Và một cái ví dụ để quý vị thấy khi chúng ta lật ngược vấn đề trở lại đó, nó sẽ lòi ra rất nhiều cái sâu xa, và đây là một cái sự thực hành không dễ đối với những người hầu về Chúa. Tôi biết chắc chắn nó không có dễ. Quý vị không có muốn nghi ngờ chính bản thân mình, nhưng mà khi đối diện với lời của Đức Chúa Trời, quý vị cần thực hành cái điều này. Thì khi thực hành thường xuyên đó, nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Rồi mình lật ngược vấn đề trở lại, thậm chí mình thách thức cái quan niệm thần học của mình khi đối chiếu điều mình hiểu về lời Chúa với điều mà chính lời Chúa bày tỏ. Khi quý vị đọc Kinh Thánh đó, quý vị phải luôn ý thức điều này. Lời Chúa nói, lời Chúa bày tỏ là một việc. Cách chúng ta hiểu lời đó, cách chúng ta hiểu sự bày tỏ đó là một việc hoàn toàn khác. Hai cái đó nó không có nhập chung với nhau. Nó có thể trùng khớp với nhau ở một góc độ, một vài góc độ, nhưng nó không thể nào hòa hợp với nhau một cách hoàn toàn. Điều tôi muốn nói là gì? Lời của Đức Chúa Trời vĩ đại hơn vô cùng những gì chúng ta hiểu về lời của Chúa. Và mình nhận thức được cái giới hạn của mình khi mà mình tiếp xúc với lời của Đức Chúa Trời đó, nó sẽ giúp cho chúng ta mở rộng tâm trí của mình hơn. Chứ nếu mình nghĩ rằng là cái cách tôi hiểu về lời Đức Chúa Trời chỉ có nhiêu đây thôi, nhiêu đây là đủ rồi, như vậy là tất cả những gì mà lời Chúa nói rồi đó, thì mình vô hình trung mình đóng tai, mình bịt tai mình lại trước tất cả những cái góc nhìn khác của những người khác qua những cái trải nghiệm khác ở trong đời sống của họ. Và cái kết quả là cái cách hiểu của chúng ta về lời Đức Chúa Trời nó bị giới hạn ở trong những gì mà mình thấy và mình hiểu mà thôi. Và nó làm cho cái sự giảng dạy của mình nó bị trói buộc ở trong một cái khuôn khổ mà mình không biết. Và cái khuôn khổ đó nó làm cho mình cái chức vụ của mình rất là nghèo nàn, nhất là trong cái chức vụ giảng dạy. Thành ra mình phải thách thức những cái quan niệm thần học của mình. Những điều mà các mục sư ít có khi nào dám làm đó là thách thức cái quan niệm thần học của mình. Ví dụ bây giờ quan niệm thần học về vấn đề Chúa cứu rỗi, thì giả sử bây giờ tôi tin Đức Chúa Jesus Christ là đấng cứu chuộc. Bây giờ tôi thách thức cái thần học của tôi thách thức cái quan điểm của tôi. Nếu như tôi tin một đấng khác mà đấng đó cũng đem sự cứu chuộc đến cho tôi thì sao? Nếu như tôi làm một cái việc gì đó mà việc làm đó đem lại cho tôi sự cứu chuộc, tôi không cần đến Christ thì sao? Khi quý vị thách thức chính mình như vậy, mình vật lộn với cái thần học mà mình đã học, đã biết, nhưng đồng thời mình cũng hiểu thấu hơn cái suy nghĩ của những người họ không tin Đức Chúa Giêsu Christ là như thế nào. Và qua đó chúng ta có thể giúp đỡ cho họ. Cho nên cái việc lật ngược lại vấn đề đối với một người giảng là một việc rất rất là quan trọng và cần thiết. Rồi, cái hình này rất là quen thuộc. Đây là cái câu chuyện về các ta lân. Một người chủ đi xa giao cho ba đầy tớ, một thằng là 5 ta lân, thằng thì 2 ta lân, thằng thì 1 ta lân, và kêu làm lợi ra. Cái câu chuyện đó chúng ta suy nghĩ, rồi khi mà chủ trở về thì người 5 ta lân làm lợi ra 5, người 2 làm lợi 2, người 1 thì đem chôn, cho nên đào lên đưa lại cho ông chủ. Thì nhiều người sẽ suy nghĩ cái câu chuyện ở cái góc độ, trong cái góc độ xã hội đó, là nó có công bằng không? Nếu mà nói về phương diện công bằng xã hội thì công bằng không? Ông chủ giao cho người này 5 ta lân, người kia 2 ta lân, người nọ 1 ta lân thì nó công bằng không? Trong cái góc nhìn của xã hội nó không có công bằng. Công bằng là phải mỗi người 5 ta lân giống như nhau hết, hoặc là mỗi người 1 ta lân giống như nhau hết. Để trong cái câu chuyện đó thì Chúa Giêsu trách cái người đầy tớ mà đem chôn cái ta lân đi. Và chúng ta có thể suy diễn theo cái góc nhìn là thế này: ồ, chắc là Chúa thấy cái người 5 ta lân giỏi, có thể làm lợi ra, cho nên Chúa giao cho 5 ta lân, Chúa tin tưởng. Còn cũng có thể là Chúa giao cho người 2 ta lân vì Chúa thấy cái mức độ của người đó tới mức độ đó, hoặc là người 1 ta lân
chú thấy khả năng của anh chàng đó chỉ quản trị được có một talent thôi. Thì đó là một góc nhìn. Tại sao nó là một góc nhìn? Bởi vì Kinh Thánh hoàn toàn không có nói ông chủ nghĩ gì về mấy cái người đầy tớ này. Hoàn toàn không có nói. Kinh Thánh đâu có nói là ông chủ thấy cái anh chàng nhận 5 talent là giỏi cho nên cho anh 5 talent, không có. Thành ra quý vị đổi cái góc nhìn lại chút xíu, lần ngược trở lại. Nếu như ông chủ ông tin rằng cái anh chàng một ta lân đó là cái anh chàng giỏi nhất, nếu giao cho anh một ta lân, anh chắc có thể bởi khả năng của anh đã làm ra được 10 ta lân thì sao? Quý vị thấy được vấn đề không? Cái mình lật ngược cái câu chuyện đó lại. Kinh Thánh không có nói, bởi vì Kinh Thánh không nói cho nên mình có thể lật ngược vấn đề đó lại mà mình không có sợ mình làm sai Kinh Thánh. Nếu giả sử người chủ nghĩ rằng cái anh chàng nhận một ta lân, khả năng của ảnh là chắc chắn từ một ta lân này nó làm được 10 ta lân, nó chắc chắn nó làm được 100 ta lân, thôi mình đưa nó một ta lân là đủ rồi, mà nó không cần đưa nó 5 ta lân. Thì quý vị thấy cái câu chuyện nó thay đổi hoàn toàn. Không phải về cái ý nghĩa của câu chuyện, nhưng mà cái cách áp dụng cái câu chuyện nó thay đổi hoàn toàn. Bởi vì Đức Chúa Trời có thể nhìn mỗi chúng ta một cái góc độ khác nhau. Chúa thấy cái khả năng của mỗi chúng ta khác nhau. Và Đức Chúa Trời ban cho chúng ta điều mà chúng ta có là để làm lợi cho Chúa. Ngài tín thác điều đó cho chúng ta để chúng ta làm lợi cho Chúa. Thì cái mục đích của mình là mình phải làm lợi ra cho Chúa. Đơn giản vậy thôi. Dù mình giỏi như thế nào, mình dở như thế nào, cái chuyện đó nó không có quan trọng. Vấn đề là mình nhận được bao nhiêu và mình làm lợi ra bao nhiêu cho Đức Chúa Trời. Đó là cái cốt lõi mà Đức Chúa Trời muốn. Cho nên khi mình lật ngược vấn đề trở lại như vậy đó, quý vị sẽ thấy lời của Chúa nó sâu nhiệm hơn là những gì mà chúng ta suy nghĩ. Đấy không? Rồi, khi mình soạn bài giảng giải kinh thì người giảng phải nhớ rằng giảng giải kinh tức là để cho Kinh Thánh nói chứ không phải là mình nói thay cho Kinh Thánh. Đây là ý mà tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở trong những cái tuần học trước. Kinh Thánh nói chứ không phải là chúng ta nói. Đây là điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ. Việc mình giảng là truyền tải sứ điệp của Kinh Thánh. Chứ không phải là mình mượn Kinh Thánh để nói điều mình muốn nói. Cũng không phải là mình nói cái chuyện mình muốn nói thay cho Kinh Thánh. Người giảng phải nhớ rằng bài giảng giải kinh không phải là chỗ để người giảng kể cái chuyện cá nhân. Ý muốn nói ở đây là trọng tâm của một bài giảng giải kinh là để truyền tải sứ điệp Kinh Thánh. Có những người đọc một câu Kinh Thánh lên, xong rồi bắt đầu kể chuyện từ hồi xưa tới bây giờ, vợ tôi thế nào, con tôi thế nào, rồi kể hết cái câu chuyện, nghe nguyên bài giảng toàn là chuyện của ổng không à, không có đả động gì tới Kinh Thánh hết trơn á. Thì tôi cảm ơn Chúa là trong tất cả quý thầy cô, những cái bài giảng mà tôi nghe được thì không có ai rơi vào trong cái trường hợp này. Nhưng mà có những người như vậy à, cho nên mình biết mình phải nhớ để mình tránh. Rồi, bài giảng phải có cấu trúc và trình tự rõ ràng. Thì chúng ta học một cái mô hình của Andy Stanley đó à, tôi ta Chúa bạn ta, thì đó là một cái mô hình để chúng ta có thể áp dụng trong việc soạn một cái bài giảng giải kinh. Hoặc là của Robinson thì cũng vậy. Robinson thì cái cách Robinson tiếp cận nó hơi khác chút xíu cái cách của Andy Stanley. Cách Andy Stanley đó thì nó phù hợp với cái thế hệ trẻ và cái lối tư duy hiện đại. Còn cái cách của Robinson đó thì nó đi thẳng vào lời của Đức Chúa Trời. Và nếu mà chọn cái cách giảng của Robinson đó, những người mà nghe giảng nhiều và lớn tuổi đó thì có lẽ họ sẽ thích hơn. Do vậy, quý vị khi giảng lời Đức Chúa Trời mình có thể chọn một cái phương pháp tốt nhất, phù hợp nhất với cái cá tính và cái năng lực của mình. Hoặc là có thể trộn lẫn nhiều cái phương pháp khác nhau. Điều mà tôi áp dụng cho cá nhân tôi đó là tôi trộn lẫn nhiều phương pháp chứ tôi không có nhất thiết là chỉ sử dụng một cái phương pháp nào. Rồi người giảng nên viết cái nguyên văn bài giảng ra, thì đó là điều mà tôi khích lệ quý tôi tớ của Chúa. Làm điều này không phải là để giống như là để mình trả bài, nhưng mà thực sự cái việc viết ra nó có nhiều cái ích lợi cho chúng ta lắm. Nó rèn giũa cái tư duy của quý vị rất là nhiều. Khi quý vị viết, quý vị phải vận động trí não, sử dụng những từ ngữ, lựa chọn từ ngữ. Rồi khi mình viết ra một cái nguyên văn bài giảng rồi đó, mình có thể quay trở lại để mình sửa.
Còn nếu chỉ có những cái dàn ý hoặc là những cái dàn ý chi tiết thôi đó thì mình không có thời gian để mình sửa cái hành văn của mình, cái lời nói của mình ở trên tòa giảng thì nó sẽ dễ dẫn đến những cái sai phạm. Cho nên việc mình viết ra thì tôi vẫn khuyến khích quý vị làm cái điều đó. Do vậy, khi mình viết một bài giảng ra thì mình cũng phải cố gắng cậy ơn Chúa để mình đừng có lệ thuộc vào nó. Không phải là mình cầm bài giảng mình đọc. Nhưng mà là phải là giảng. Tức là cách mình trình bày nó phải linh hoạt và mình không có phải lệ thuộc vào bài giảng. Chúng ta nhớ rằng mỗi người giảng sẽ có một phong cách cá nhân phù hợp với mình và nên tuân thủ những cái đòi hỏi của cái phong cách đó, phong cách giảng đó. Bởi vì mỗi người chúng ta nó đều khác biệt hết. Cho nên đó, cái việc mình phối hợp những cái ý tưởng của bài giảng với những cái phong cách nó phù hợp với chính mình đó, nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều ở trong cái cách mà mình giảng lời của Chúa. Rồi người giảng chính là người dịch. Chúng ta là người dịch cái bản văn từ bối cảnh văn hóa và xã hội thời Kinh Thánh được viết ra sang cái bài học áp dụng lẽ thật Kinh Thánh ở trong bối cảnh thời nay. Cho nên mỗi chúng ta là một người dịch lời của Đức Chúa Trời, sứ điệp của lời Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta không biết những cái công cụ, những phương tiện hoặc là không nắm những cái ý tưởng chính xuyên suốt của Kinh Thánh thì khi mà mình biên dịch lời của Đức Chúa Trời đó thì mình dịch nó trật lắc à. Thành ra mình phải có cái hàm ý của cái chỗ này đó, là nhắc chúng ta phải nhớ rằng mình phải có kết hợp phối hợp nhiều cái yếu tố khác nhau ở trong một cái bài giảng về bối cảnh văn hóa xã hội và nối kết những gì lời Chúa dạy với lại bối cảnh xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Đây là một cái lịch giảng mà thường khi tôi soạn cái lịch giảng cho hội thánh đó thì tôi sẽ soạn 3 tháng hoặc là 4 4 5 tháng cũng tùy, nhưng mà thường là tôi làm 3 tháng một lần. Thì vừa rồi chúng tôi giảng cái sách Giô-suê đó thì chúng tôi chia ra mỗi một tuần như vậy đó thì mình sẽ giảng cái phân đoạn chỗ nào, đương nhiên mình mở cái Kinh Thánh ra rồi mình coi từ câu nào tới câu nào đó thì mình có thể nói vấn đề gì và mình đặt một cái tiêu đề cho cái phần đó. Ví dụ như là đoạn 7 câu 1 câu 9 đặt cái tên là thất bại đầu tiên, vì khi mà dân sự đánh thành Ahi thì họ có những cái chủ quan và họ có những cái tội lỗi cho nên họ bị thất bại. Rồi cái câu chuyện tiếp theo đó từ Giô-suê đoạn 7 từ câu 10 câu 26 là một người làm mọi người gánh, là cái hậu quả tội lỗi của chỉ một người thôi, là Acan trong cái câu chuyện thành Ahi đó, và cả dân Israel phải phải gánh chịu cái hậu quả. Thì ra cái tiêu đề đó một người làm mọi người gánh đó, nó rất là thu hút hội chúng. Ủa cái chuyện gì mà mọi người làm mà tất cả mọi người phải gánh? Thì mình đưa vào trong cái câu chuyện của Kinh Thánh và cái ý mình rút ra là nếu mà các anh chị em phạm tội, một người phạm tội trong gia đình thì cả gia đình mình có thể ảnh hưởng, cả hội thánh có thể bị ảnh hưởng. Nên đã phải thận trọng và cậy ơn Chúa để đừng có xảy ra cái điều đó. Rồi 160-30 là lúc đó chúng tôi break ra để có một cái ngày lễ gì đó chúng tôi giảng một cái đề tài khác. Rồi trở lại với lại Giô-suê đoạn 8 thì thắng bại tại ai? Thắng hay là bại tại ai? Thỉnh thoảng tôi cũng dùng câu hỏi như là cái tiêu đề bài giảng. Bởi vì nó nắm bắt được cái ý tưởng của bài giảng ở trong đó và nó cũng khơi gợi. Ví dụ cái câu hỏi này thắng hay bại là tại ai? Thì nó liên hệ đến cái câu chuyện ở trong Giô-suê đoạn 1 câu thứ 8. Rồi nhận biết nguồn sự thắng. Làm sao mình biết được cái chiến thắng của mình nó đến từ cái nguồn nào? Tiến thoái lưỡng nan vào một cái tình huống mình dân Israel bị một cái hoàn cảnh bây giờ không biết phải giải quyết như thế nào, tiến cũng không được mà lui cũng không xong, rồi sự bảo vệ bởi lời hứa, đại bại tại kêu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc chẳng hạn như vậy, hay sự ứng nghiệm lời hứa. Thì những cái đề tài này quý vị sẽ thấy có những cái đề tài mình đọc thấy nó rất là bình thường, nhưng cũng có những đề tài nó rất là bắt mắt và bắt tai. Khi người ta đọc tới, người ta nghe thì họ sẽ thấy nó hấp dẫn. Thì khi mà quý vị soạn bài giảng giải kinh thường xuyên và mình có kinh nghiệm nhiều ở trong cái đề soạn bài giảng thì quý vị phải dành thời giờ nghiên cứu cái đề tài, biên soạn cái đề tài cho nó hấp dẫn. Thì thông thường nó một cái đề tài nếu mà là nó 7 chữ hoặc là 10 chữ là nó quá dài, 4 chữ 5 chữ hoặc là 6 chữ là vừa.
một hai chữ thì nó hơi ngắn, nhưng mà trong một số trường hợp một chữ nó rất là đắt. Ví dụ như cái đề tài cho cái chương trình Thương Khó Phục Sinh năm nay của chúng tôi đó là chết để thật sống, và chết đó là cái đề tài cho Thương Khó, và để thật sống là cái đề tài cho Phục Sinh. Và có lẽ chúng tôi sẽ dùng cái câu chuyện ở trong cái câu chuyện về hạt giống. Hạt giống phải chết đi thì nó mới có thể sống được. Đức Chúa Jesus Christ là hạt giống chết để rồi sự sống của Chúa nó có thể đến với nhân loại. Thì đại khái là như vậy. Thì những cái đề tài mà ít chữ đó, đôi khi nó không chuyển tải hết được cái dụng ý của cái bài giảng. Nhưng trong một số trường hợp, như trường hợp của mà chúng tôi suy nghĩ đến cho cái lễ Thương Khó Phục Sinh năm nay đó, thì một cái chữ chết nó chuyển tải đủ ý nghĩa. Nó nói về sự Chúa Jesus chết, nó nói về con người phải chết về tội lỗi, con người phải chết về xác thịt để mới có thể thực sự sống như là Đấng Christ đã sống lại từ trong phần mộ. Cho nên quý tôi tới Chúa, mình suy nghĩ và mình có những cái bài giảng đó, quý vị có thể dùng những cái câu ca dao hoặc là tục ngữ, có lẽ tục ngữ thì nó dễ hơn vì nó ngắn gọn, để mình làm tựa bài giảng cũng được. Thí dụ mình giảng một bài rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hoặc là đó, mình đại khái những cái câu tục ngữ như vậy. Bóng câu qua cửa cũng là một cái tựa đề bài giảng mình có thể giảng trong cái dịp Tết. Bóng câu qua cửa đó là một cái câu mà nhiều khi giới trẻ hiện đại nhiều khi không biết cái câu đó có nghĩa gì. Cái chữ bóng câu đó, rồi bóng bóng câu là cái gì, câu đó là cái gì, qua cửa là qua làm sao đó. Thì một cái tựa đề đó người ta đọc người ta có thể chưa có hiểu hết, nhưng mà trong cái bài giảng mình diễn diễn giải, bóng câu là cái bóng của một cái người cưỡi ngựa chạy ngang qua một cái cửa, là cái cửa sổ đó, thành ra nó vụt qua một cái là mất tiêu. Nó nói đến cái sự ngắn ngủi của thời gian, và mình liên hệ đến cái câu kinh thánh vì những ngày là xấu hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu, đại khái như vậy đó. Thì cái việc mà chúng ta đặt cái tựa đề bài giảng, mình xin Chúa cho mình cái sự khôn ngoan để ngắn gọn và nó thu hút cái người nghe, rất là ích lợi cho chúng ta trong cái việc chúng ta soạn bài giảng giải kinh. Nên người giảng phải giảng đúng và giảng thật với lời của Đức Chúa Trời. Đó là cái ý tôi muốn tóm lại ở trong cái phần có những điểm lưu ý về cái bài giảng giải kinh ở đây. Nên cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài giúp đỡ cho hết thảy quý tôi tới Chúa, chúng ta có được cái cơ hội để mình dự phần ở trong vương quốc Đức Chúa Trời, mình đứng trên tòa giảng mỗi ngày, và quyền năng của Đức Chúa Trời cần phải tuôn tràn qua đời sống của mình để nó mới có thể đến với đời sống của những người xung quanh của chúng ta. Cho nên cầu xin Chúa dùng cái thời giờ mà chúng ta ngồi lại với nhau trong 4 cái buổi học, để cái điều mà tôi ước ao hơn hết đó, là Đức Chúa Trời khắc ghi trong tấm lòng của quý vị một cái ấn tượng sâu sắc về đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta. Và đừng bao giờ khinh suất cái đặc ân đó. Rất dễ để người giảng hàng tuần xem nhẹ cái công việc của mình, xem nhẹ cái sự kêu gọi của mình. Rất dễ để mà mình đứng lên mình giảng như thể đó là công việc mình phải làm vì trách nhiệm, vì bổn phận hơn là một cái đặc ân. Và rất dễ để chúng ta khinh suất trong lúc chúng ta giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Cho nên mình cần phải luôn đặt câu hỏi ngược trở lại. Cái điều mà mình nói, cái ý mà mình nghĩ tới, nó phù hợp với tổng thể kinh thánh như thế nào? Nó có điều gì trái ngược với kinh thánh không? Chỗ này thì mình giải thích như vậy nó phù hợp, nhưng mà những chỗ khác ở trong kinh thánh đó có ủng hộ cho cái ý này không, hay là nó đi ngược lại với cái ý này. Cho nên nếu mà mình đã soạn một bài giảng mà mình đọc lại mình thấy có cái ý này nó ngược với lại cái điều mà Chúa dạy đó, thì mình phải mạnh tay loại bỏ nó ra khỏi cái bài giảng của mình, vì chúng ta không muốn giảng cái điều mà Đức Chúa Trời không có ban phước cho chúng ta. Cho nên đó là mấy điều mà tôi muốn nhắn nhủ với lại quý tôi tới Chúa. Rồi, quý vị có câu hỏi gì cho cái phần này không?
Sao không có câu hỏi gì hết Một câu hỏi là một sư cho hỏi là làm nào để có nhiều thời gian hơn ha? đó. Chứ còn nếu mà em thấy một cái gánh nặng, thật sự nó là một gánh nặng. Không biết thế nào nhưng mà đối với em cảm thấy đây là một trong những cái gánh nặng. Và vì nó không có nhiều thời gian nên là nhiều khi mình khi mình giảng thì mình chỉ làm một cái mục đích để mang lại cái sự gây dựng khích lệ cho dân sự nhiều hơn, chứ mình không có thể đi sâu vào những cái ý nghĩa thần học hay là những cái gì khác, bởi vì nói thời gian nó không có nhiều và giảng chỉ khoảng 30 phút, tối đa chỉ 30 phút thôi, nên là nhiều khi nó không thể giải nghĩa được hết tất cả những cái câu, cái chữ, cái từ trong đó, vì nó mất nhiều và dân sự cũng khó mà nghe được hết cả một tiếng đồng hồ mà mình giảng. Nếu mà mình đi hết vào chẳng hạn một phân đoạn kinh thánh thì thường là mình bị trước mới giảng thì em tham là cứ giống như là mình giảng hết một đoạn đó, thì nó bị, nhưng mà sau mình rút kinh nghiệm mình chỉ giấy là 3 đến 5 câu thôi, là tối đa, thì mình còn đi nó còn lướt, gọi là lướt qua được. Thì nếu mà mình đi hẳn vào những cái ý nghĩa thôi, ví dụ như mình mà nhằm mà mình giảng mỗi cái từ lương tâm xấu thôi, có lẽ là nếu mà em đi sâu vào một cái từ Hy Lạp như vậy thì có lẽ là hết cả buổi cũng không hết được đó. Hoặc là làm sao để nước thanh thanh sạch thì làm nào, đó là một trong những cái gánh nặng muốn hỏi là giáo sư thì thường là sẽ phải giải quyết thế nào nếu mà mình mà không có thời gian. Thực ra thì nó cũng tôi nghĩ cái giải pháp nó không có phải là khó, rất là dễ mình thực hiện, nhưng mà mình có can đảm để mình thực hiện nó hay không mà thôi. Khi mà mục sư nói về vấn đề mình không có đủ thời gian trong bài giảng, mỗi bài giảng mình có khoảng 30 phút, nếu mà thêm nữa thì khoảng 35 phút, lắm là 40 phút, hoặc là mình kéo thêm chút nữa là 45 phút, nhưng mà tới đó người ta cũng ngắt ngư rồi. Thì thay vì mình giảng một bài giảng 3 câu 5 câu, mình giảng 1 câu thôi, mình giảng một chữ thôi. Cái lợi thế của một người mục sư quản nhiệm đó là mình mỗi một một năm á, mình có mấy chục tuần để mình giảng những cái bài giảng. Đương nhiên ngoài những cái tuần về thương khó, phục sinh, giáng sinh, lễ lạc này kia mình không không tính tới, phải không? Nhưng mà còn những tuần còn lại đó, mình không có bị cái sự gò bó, mình không có bị giống như bắt buộc là phải giảng hết tất cả mọi thứ của một cái sách nào đó, một cái chương nào đó trong một cái khoảng thời gian nào đó, mình không có bị cái ràng buộc đó. Tức là mình có thể kéo dài nó ra. Và đây cũng là cả một cái nghệ thuật. Quý mục sư cứ thử giảng một câu kinh thánh mà mình giảng 2 bài giảng, 3 bài giảng. Quý vị, nếu mà hội chúng là những người thật sự yêu mến lời của Đức Chúa Trời và thấy giá trị của lời Chúa đó, họ sẽ rất thích thú với cách giảng đó. Bởi vì họ họ hiểu sâu được lời của Đức Chúa Trời. Ví dụ như mục sư dẫn chứng lương tâm xấu trong cái câu kinh thánh đó, thì cái chủ nhật đó mình giảng một cái chữ đó thôi. Mình đâu cần phải giảng hết nguyên câu, mình giảng một cái chữ đó thôi. Rồi chủ nhật sau mình giảng tiếp cái chữ tiếp theo. Rồi chủ nhật sau nữa mình giảng tiếp chữ tiếp theo nữa, rồi tới cái chủ nhật thứ tư đó, mình tổng hợp 3 cái đó lại với nhau, mình trở thành một một cái bài giảng, nhưng mà giống như là mình làm giống như cái kiểu mà phim truyền hình mà nhiều tập vậy đó. Tức là tập thứ nhất mình nói một vấn đề, thứ hai nói một vấn đề, thứ ba nói một vấn đề, tới cái tập cuối cùng đó mình gom lại hết, chứ cho người ta thấy một cái bức tranh toàn cảnh của cái loạt bài giảng, mình gọi là một cái loạt bài giảng, thì tự nhiên người ta thấy nó rất là giá trị. Có bao giờ quý vị thử giảng Dân đoạn 3 câu 16 mà chia nó làm 3 4 cái bài giảng hay không? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, một bài giảng là nói được một ngày rồi, một cái vấn đề Đức Chúa Trời yêu thương thế gian là một một bài giảng rồi. Đến nỗi đã ban con một của Ngài, đến nỗi đã ban là một cái bài giảng nữa, mình cũng có thể giải thích nữa. Và con một của Ngài ban cái gì là cái bài giảng thứ ba, con một của Ngài hầu cho hễ ai tin, một bài giảng thứ tư không bị hư mất mà được sự sống đời đời, có thể là một bài giảng thứ năm hoặc là bài giảng thứ sáu. Thì khi mà mình đào sâu kinh thánh như vậy đó, cái mà mình sợ đó là hội chúng có thể không theo kịp mình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mình bày tỏ cho họ thấy được, mình trình bày lời của Đức Chúa Trời một cách sâu sâu nhiệm như vậy đó, họ sẽ rất là thích thú. Và trong cái kinh nghiệm của tôi đó,
tôi cũng cũng từng giảng những cái phân đoạn rất là dài, vì vì cớ là nói một cách nôm na, tôi giảng một phân đoạn dài thì tôi có nhiều chuyện để nói, nhưng mà càng ở lâu năm trong chức vụ thì càng thấy cái cách đó nó không có phù hợp, vì cớ lời của Chúa mình nó cứ phớt ở trên bề mặt thôi, chứ nó không có đi sâu vào trong cái nội dung của từng lời từng chữ. Cho nên khi mà quý vị áp dụng cái lối giảng giải kinh này vào trong cái lịch giảng hàng tuần của mình đó, thì quý vị có thể đi rất là chậm nhưng mà rất là sâu. Mình có thể thử, mình thử một cái loạt bài giảng vừa chậm vừa sâu, coi coi người tín hữu họ hứng thú như thế nào. Mình có thể làm những cái khảo sát, thí dụ như là quý vị có thể tìm những cái khảo sát ở trên internet, cái khảo sát lượng giá bài giảng, cái lượng giá bài giảng mà tôi dùng cho lớp của chúng ta thì nó quá chi tiết cho tín hữu, nhưng mà quý vị có thể làm những cái bảng lượng giá nó đơn giản hơn, thí dụ như là họ có nhớ những cái ý chính của bài giảng hay không, rồi cái lời cái nội dung của bài giảng có là cái điều hấp dẫn đối với họ không, họ có liên hệ được với cuộc sống của họ qua cái bài giảng này hay không, họ học được bài học gì. Thì trên trên một phương diện đó, mình đưa cái khảo sát cho họ là mình bắt họ làm bài tập cho mình. Và khi mà quý vị tin tôi điều này đi, khi quý vị gửi một cái khảo sát ra cho tín hữu và kêu họ đánh giá cái bài giảng của quý vị đó, mà nó là ẩn danh anonymous, không ai biết ai viết cái gì cho quý vị đó, thì đầu tiên á là họ phải nghe, họ phải thực sự họ chú tâm họ nghe mục sư giảng cái gì họ mới đánh giá được, chứ họ đâu muốn đánh giá sai. Mình được lại một cái điểm là họ phải quan tâm, mình chú ý. Nhưng cái thứ hai là mình nhận được những cái feedback của họ, những cái thông tin phản hồi của họ. Và qua đó mình điều chỉnh. Mình thấy cái điểm nào tốt và ích lợi cho họ thì mình giữ. Cho nên cái việc mà cái khi giới hạn một bài giảng 30 phút đối với tôi nó không thành là vấn đề. Mình chỉ cần break down, mình chia nhỏ cái bài giảng, cái phân đoạn thánh ra để mình giảng, thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Còn nếu trong đời sống của chúng ta mà mình quá đa đoan, mình quá xá nhiều việc, mình không có thì giờ để soạn một bài giảng tốt đó, thì đó là một cái nan đề hoàn toàn khác. Nhưng mà mình trong cái trường hợp mà mình có quá nhiều việc đó, thì cái điểm tốt nhất mà mình cần phải thực hành là mình là phân chia ra những cái công việc nào nó thuộc cái dạng ưu tiên nào, cái nào là quan trọng nhất, cái nào mà không thể thiếu mình, phải có mình thì mới được. Ví dụ như đám tang, đám cưới hoặc là bài giảng mỗi chủ nhật là phải có mình mới được. Vấn đề chăm sóc thăm viếng không nhất thiết phải là mục sư làm cái công việc đó, và mình phải dạy tín hữu, chứ mình không dạy tín hữu mà mình không làm đi thăm viếng cái đó họ phiền lắm. Nhưng mình phải dạy họ để họ biết rằng là việc chăm sóc thăm viếng là người tín hữu có phải lo được. Và hội thánh ngày xưa đó, hội thánh đầu tiên đó, thì chăm sóc là công việc của người tín hữu, người tín hữu chăm sóc tín hữu, người chấp sự chăm sóc tín hữu, còn các sứ đồ là chuyên công việc gì, giảng dạy mà thôi. Cái công việc bàn tiệc Sao trong Kinh Thánh hồi xưa vậy? đó, trong trong công vụ đó, là nó bao gồm cái chuyện ăn uống tại nhà thờ, tại nhà hội, tại nhà riêng, nhưng mà nó cũng bao gồm luôn cả những cái công việc khác nữa, việc chăm sóc những người tín hữu nữa. Còn các sứ đồ là do lo cái việc giảng dạy. Thành ra khi mình dạy người tín hữu như vậy, họ quen biết rồi, bắt đầu họ tự họ chăm sóc lẫn nhau, mình bớt đi cái thời giờ chăm sóc thăm viếng lại. Trong những trường hợp cần thiết mình sẽ đến thăm, đau yếu bệnh tật nặng nhọc đi bệnh viện, còn cái việc mà thăm viếng bình thường thường nhật giao cho tín hữu làm, giao cho chấp sự làm, để mình có thời giờ mà mình đầu tư nhiều hơn ở trong lời của Đức Chúa Trời. Và rồi có nhiều những cái công việc khác mà không cần mục sư phải làm, mà nhiều mục sư thì sợ mất lòng tín đồ cho nên không dám từ chối. Thí dụ tín đồ nói: mục sư ơi, mục sư chở bữa đó, mục sư có xe, mục sư chở em đi chỗ này, chở em đi chỗ kia được không, chở em đi lên sở, chở em đi vô trường, whatever, hoặc là chở em đi thông dịch. Ở bên Mỹ này thì trường hợp mục sư chở đi thông dịch cũng nhiều, rồi có ông thì chở vợ tín đồ đi đẻ, chồng thì nằm nhà ngủ, hỏi tại sao vậy, vợ nói chứ tại vì anh mai anh đi làm sớm, tao mục sư chở em đi giùm đi, 11, 12 giờ khuya rồi lục cục chạy qua nhà tín đồ chở vợ tín đồ đi đẻ. Nó tới mức độ như vậy. Thành ra mình phải phân biệt ra ở trong hội thánh Chúa có những việc mà người mục sư phải làm, lãnh đạo hội thánh, huấn luyện hội thánh, trang bị cho hội thánh, giảng dạy cho hội thánh, làm những cử hành những cái thánh lễ,
còn những chuyện khác để cho người tín hữu họ lo, và mình vạch ra một cái ranh giới rõ ràng như vậy để mình không có mất thì giờ vào những cái việc mà người khác có thể làm thay cho mình, để mình tập trung vào cái bài giảng và cái sứ điệp. Và nếu mà người tín hữu, người mục sư mà không có lưu ý cái điểm đó, không có huấn luyện cho hội thánh về cái điểm đó đó, thì cái chuyện gì đó họ cũng đòi mục sư hết trơn á. Mục sư ơi, bữa nay nhà em sơn, mục sư nghĩ em sơn màu đen hay là màu vàng, màu trắng hay là màu hồng. Rồi mục sư ơi, ở trong nhà thờ thiếu cái ổ điện chỗ này, mục sư có thể đi cộng dây điện được hay không? Cái chuyện gì họ cũng chạy tới họ hỏi mục sư là chết. Mục sư ơi, hôm nay lễ trang trí nè, trang trí lễ cho khó học sinh nè, bây giờ mục sư muốn trang trí như thế nào? Mục sư cho em ý kiến, mục sư cho em cái ý tưởng, rồi biểu em chỉ cho em chỗ để em mua mua đồ em trang trí. Ủa rồi cuối cùng mục sư làm hết trơn mọi gì? Không nên như vậy, không được như vậy. Mình phải thay đổi bằng cách là mình giao việc, mình hướng dẫn cho họ. Mình thí dụ như mình giao việc cho họ lần đầu tiên thì mình có thể cùng làm với họ, nhưng mà lần thứ hai mình chỉ hướng dẫn rồi họ để họ làm, lần thứ ba là họ tự động họ làm. Mình từ từ mình rút lui để rồi mình có thời giờ lo cho những công việc khác. Rồi thậm chí như thí dụ như quý vị là những người đảm trách nhiều cái điểm nhóm này chẳng hạn, có nhiều hội thánh chẳng hạn như vậy, thì mình cũng phải biết phân công công việc chia sẻ giảng dạy cho những người khác. Sẽ có những người họ họ muốn lệ thuộc vào mình, người tín hữu họ muốn lệ thuộc vào người mục sư, mình phải biết cách để mà mình đừng có để cho họ lệ thuộc mình. Họ phải lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, họ phải nhờ cậy Đức Chúa Trời để đối diện với hoàn cảnh của họ, chứ không thể nhờ cậy mục sư trong tất cả mọi sự được. Cho nên ở bên này thì chúng tôi trong trong cái chức vụ của tôi, lúc đầu tôi cũng có những cái khó khăn, tức là mình phải vật vã với tín hữu, nhưng mà khi mình có những cái ranh giới rõ ràng rồi thì rất là dễ dàng. Thí dụ bên này chúng tôi làm việc trong hội thánh là từ thứ ba cho đến thứ sáu, có thể lên nhà thờ hoặc là có thể làm việc ở nhà, và thứ bảy chủ nhật thì là ở tại nhà thờ rồi, nhưng mà thứ hai đó là không có một người tín hữu nào gọi điện cho tôi vào thứ hai hết trơn á. Họ biết đó là cái ngày nghỉ của tôi, thì thứ hai của mục sư giống như là chủ nhật của họ vậy đó, và họ tôn trọng cái điều đó. Cho nên dù cho gia đình họ có cái chuyện gì, trừ trường hợp máu đổ đầu rơi thì họ gọi mình, trường hợp khẩn cấp thì họ gọi mình, nhưng mà thông thường những cái việc khác, chăm sóc, thăm viếng, nâng đỡ, khích lệ, whatever, thì họ không bao giờ gọi mình vào ngày thứ hai. Thì nó cũng trở thành một cái thói quen ở trong hội thánh mà mình phải bắt nguồn từ cái sự huấn luyện, trang bị, và cũng phải sẵn sàng gặp cái trường hợp là một số người họ không có vui với cái điều đó, họ không thích mục sư có những cái ranh giới rõ ràng như vậy, họ không thích. Nhất là người Việt mình thích cái gì nó cũng nhập nhằng hết trơn, rất là khó. Nhưng mà khi mình càng rõ ràng ở trong chức vụ, trong hội thánh, mỗi người biết cái phần việc của mình và cái trách nhiệm của mình, thì mục sư sẽ rất là đỡ những cái gánh nặng để mình có thể tập trung vào bài giảng, vào nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời, để mình cung cấp những cái món ăn thuộc linh mà nó giá trị và nó dinh dưỡng hơn cho những người tín hữu. Ok, quý vị có câu hỏi gì thêm nữa không? Trước khi chúng ta sẽ nói đến hai cái bài lượng giá cuối cùng. Để tôi share cái màn hình này nha. Tôi có nhận một cái video lượng giá nữa của cô Xuân, nhưng mà tôi nhận được quá trễ cho nên không có thể gửi ra cho quý thầy cô. Thành ra trong cái khuôn khổ môn học này mình không có lượng giá cô Xuân được. Hôm nay thì mình còn hai người cuối cùng là thầy Dương Đốc với lại sư Tuấn. Rồi bây giờ mình nói về cái bài giảng của thầy thầy Dương Đốc trong cái phần giới thiệu. Thì tôi thấy cái phần giới thiệu này không có cái điểm gì ấn tượng lắm, mặc dù là có nêu vắn tắt cái nội dung của cái bài giảng. Quý vị nghe rồi thì quý vị cũng biết vắn tắt cái nội dung bài giảng. Mục sư Lâm phần giới thiệu nói về sứ đồ Phaolô nhưng lại đưa gương mẫu về Chúa Giêsu. Bài giảng nghiêng về giảng theo chủ đề hơn là giảng theo giải kinh. Tức là rõ ràng là trong cái bài giảng này đó thì cái cách giảng theo chủ đề là nó nhiều hơn. Rồi
Thầy Dương Đốc thì nhận xét cái bài giảng của mình có thu hút, có đưa ra vấn đề về cách thức cầu nguyện để đưa đến cao trào phần cuối nhờ ơn Chúa rao giảng làm chứng kế hoạch năm mới. Thì khi mà nhận định như thế này đó thì có vẻ như nó là một cái sự lạc đề của cái bài giảng này, tức là nếu mình chủ đích của mình là nói về sự cầu nguyện đó thì tự nhiên cuối cùng nó thành ra là làm chứng. Cho nên mình lưu ý cái điểm này ha, mình tránh cái tình trạng này. Nếu cái chủ đề của bài giảng là cầu nguyện thì mình tập trung sao cho từ đầu tới cuối nó là về một cái chủ đề thôi. Rồi, tựa đề bình thường không thu hút, người nghe cảm thấy chủ đề bình thường vì chủ đề Giáng sinh thường hay lặp đi lặp lại, cần tìm thêm điểm chưa được khai thác về bài giảng cầu nguyện. Tôi không biết sao tự nhiên nó lọt ví dụ Giáng sinh vô đây. Nhưng mà tôi copy nguyên văn từ cái phần lượng giá của thời đại cho nên tôi để vào đây. Rồi, Kinh Thánh thì có nhiều phân đoạn Kinh Thánh được trưng dẫn nhưng mà không có giải thích chi tiết. Thì Dương Đốc ở trong cái bài này đó đọc đọc rất là nhiều những cái câu Kinh Thánh khác nhau. Nhưng mà không có cái sự giải thích rõ ràng hoặc là không giải thích sâu hơn, thì tôi nghĩ là giải thích sâu thì nó sẽ tốt hơn. Mục sư Quách Lâm sử dụng nhiều câu Kinh Thánh khác nhau nhưng chủ yếu để hỗ trợ ý tưởng của người giảng. Dường như người giảng muốn đưa ra nhiều câu Kinh Thánh nói về sự cầu nguyện hơn là phân tích hay là giải nghĩa đoạn kinh văn. Đây là điều mà sư Lâm cũng nhìn thấy. Kinh Thánh được sử dụng để nghiên cứu và giải thích tốt vấn đề nền tảng sứ điệp. Người giảng sử dụng Ephesos đoạn 3, 14 đến 21 và giải thích nền tảng tạm ổn. Rồi, và phần tóm tắt thì tôi thấy khó để tóm tắt ý chính của bài giảng vì nó giống như một bài thuyết trình về những phân đoạn Kinh Thánh nói về cầu nguyện hơn là một cái bài giảng về chủ đề cầu nguyện, tại vì có quá nhiều trưng dẫn và quá ít những cái giải thích của cái phần trưng dẫn đó. Cho nên khi mà nghe lại tổng thể bài giảng, tôi không có nắm được cái ý chính của bài giảng là gì, ngoại trừ cái chủ đề là nói về sự cầu nguyện thì mình biết là vậy thôi, nhưng mà cũng không có hình dung được là cầu nguyện như thế nào hay là cách nào hay sao. Ở đây thì một sư Lâm nói là thái độ về sự cầu nguyện, thái độ của sự cầu nguyện, rồi cách thức cầu nguyện Chúa dạy và thực hành sự rao giảng phúc âm chứng đạo. Hết sức làm theo lời Chúa thì Ngài ban ơn. Cũng một bài giảng mà mỗi người nhìn một góc độ ha. Rồi, phúc âm thì tôi thấy phúc âm của Chúa Giêsu không phải là trọng tâm của sứ điệp. Tôi nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần. Phúc âm của Chúa Giêsu, phúc âm có nghĩa là Chúa Giêsu chết trên thập tự giá đền tội cho con người cần phải tin cậy Ngài mới được sự cứu rỗi. Đó là cái phúc âm. Và khi mà trong một cái bài giảng mình nhắc đến cái điều đó, nhắc đi nhắc lại điều đó nhiều lần đó, thì phúc âm nó mới là cái trọng tâm bài giảng của mình. Ở đây phúc âm có đề cập đến nhưng mà không có rõ ràng. Trình bày cầu nguyện kêu gọi đặt niềm tin nơi Chúa, Chúa ban ơn như vậy đi ra rao giảng làm chứng phúc âm một cách mạnh mẽ trong quê hương. Thì có thể thầy đốc nghĩ đến việc là mình kêu gọi tín hữu cầu nguyện để họ tin Chúa rồi họ đi ra họ rao giảng làm chứng phúc âm. Như vậy nó là sự kêu gọi đúng và tốt, nhưng cái cốt lõi đó nó là một lời kêu gọi để cầu nguyện chứ nó không phải là sự truyền giảng hay là rao giảng phúc âm. Phúc âm khi mà chúng ta nói là bài giảng có đề cập đến phúc âm hay không, tức là có nhắc đến việc Chúa Giêsu chết trên thập tự giá đền tội cho con người hay không, chứ không phải là một cái lời kêu gọi cầu nguyện đi ra làm chứng rao giảng phúc âm. Rồi, về mức độ rõ ràng thì tôi thấy việc nhắc đến nguyên văn Hy Lạp mà không có sự giải thích sâu hơn về ý nghĩa của những từ đó đối với bản văn nó là không cần thiết và nó dễ gây phản ứng ngược nơi cử tọa. Khi chúng ta sử dụng nguyên ngữ Kinh Thánh, nhất là đối với một cái cử tọa mà cái trình độ học thức của họ kém hoặc là trình độ thấp hoặc là cái khả năng nhận thức của họ thấp đó, thì nó không có ích lợi gì bao nhiêu hết trơn á. Nó nhiều khi nó phản tác dụng nữa. Nó phản tác dụng và ma quỷ có thể dùng những cái đó để mà làm cái cớ gieo vào trong lòng người người nghe những cái ý tưởng không có tốt về người giảng. Cho nên á, nếu một cái cử tọa mà có hiểu biết, có trình độ học thức cao một chút và có khả năng phân tích, có cái óc phân tích vấn đề về ngôn ngữ đó, thì việc mình sử dụng tiếng Hy Lạp hoặc là tiếng Hebrew thì nó rất là tốt và ích lợi. Cho nên mình phải tùy theo cái cử tọa mà mình sử dụng cái vấn đề này. Hoặc là một cái trường hợp nữa mình cũng có thể sử dụng là khi cái việc mà mình giải nghĩa cái chữ Hy Lạp hoặc chữ Hebrew nó có thể tác động sâu sắc đến cái ý nghĩa của cái bản văn hoặc là tác động đến cái cách mà chúng ta hiểu cái bản văn,
thì như vậy đó mình mới nên trích dẫn, còn nếu không thì mình không có nên, không có cần thiết. Hoặc là mình chỉ nói đơn giản là trong nguyên văn Hy Lạp thì cái chữ đó có nghĩa là cái gì, mình không cần phải đọc cái chữ đó trong cái tiếng Hy Lạp để rồi mình vật vã với nó làm cái gì. Mình đọc lên thì mình sợ mình đọc sai, mà chắc gì là mình đã đọc đúng đâu, nên ra vừa đọc vừa lo lắng này kia nọ đủ thứ, mất đi cái sự tự tin của mình trong khi giảng. Người giảng liệt kê những thuộc tính của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời trong tiếng Hebrew và Hy Lạp để làm gì? Đây là một cái câu hỏi, ha. Rồi phút thứ 15, câu 4, giây 40, người giảng nói cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu trong mọi sự được đáp lời ngay. Thì người giảng có chắc không? Kinh Thánh chỗ nào nói? Thì đây là một cái câu hỏi đi đặt ngược lại vấn đề. Là nhiều khi mình lúc mà mình giảng mình không có để ý. Người mình giảng mình nói là cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu thì mọi sự đều được đáp lời ngay. Cái chữ ngay của mình đó, khi mà người ta nghe đó là người ta sẽ hiểu theo cái kiểu là tức thì, tức là giờ tôi chỉ cần nhân danh Chúa tôi cầu nguyện, bất cứ là tôi xin cái gì là Chúa đáp lời liền. Tôi nhắm mắt tôi cầu nguyện, Chúa ơi, Chúa con có 10.000 đô la trong nhà băng, tự nhiên có liền. Không có phải là như vậy. Cho nên một số lâm đặt cái câu hỏi ngược trở lại là có chắc không, hoặc là Kinh Thánh chỗ nào nói như vậy, thì đây là cái thách thức để cho người giảng phải quay trở lại với lời Đức Chúa Trời. Đương nhiên cử tọa sẽ không có đặt những cái câu hỏi kiểu này cho cái người giảng đâu, nhưng mà vì chúng ta là những người ở trong chức vụ và mình có cái nền tảng hiểu biết lời của Đức Chúa Trời, cho nên khi chúng ta nói một cái điều gì đó, giảng một cái điều gì đó, thì những người đồng lao có thể đặt ngược vấn đề trở lại và mình cần phải suy nghĩ để lần tới mình thận trọng ở trong cái cách mình trình bày cái ý của mình. Thí dụ như cái câu này mình có thể nói như thế này: người giảng người người tín hữu cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu trong mọi sự thì được Ngài đáp lời trong ý muốn, trong phương cách, trong thời điểm của Ngài, là mình hoàn toàn không có đi sai trời Kinh Thánh. Còn nếu mình nói là còn tại tại vì trong cái nỗ lực mình muốn khuyến khích người ta cầu nguyện, mình nói ôi cầu nguyện với Chúa nhân danh Chúa là Chúa đáp lời liền, thì cái công dụng của cái câu nói đó là nó khuyến khích người ta cầu nguyện nhưng mà nó trật Kinh Thánh, và rồi đó nó đi đến cái chỗ là ủa sao tôi cầu nguyện mà Chúa không nhận lời tôi, như vậy hoặc là Kinh Thánh nói trật hoặc là cái ông mục sư giảng trật và tôi làm bậy, tôi làm theo tôi cũng làm bậy, tôi cũng trật luôn, cuối cùng là nó ảnh hưởng dây chuyền hết trơn. Cho nên nó mình phải thận trọng chỗ đó. Thì là khi mà mình diễn giải lời của Đức Chúa Trời, quý vị có một cái bức tranh chung, cái bối cảnh chung của cả Kinh Thánh, nó giúp ích cho chúng ta chỗ này rất là nhiều. Thì cái câu hỏi một sư lâm đặt ra ở đây là để thầy Dương Đốc có thể suy nghĩ đó, Kinh Thánh chỗ nào nói như vậy. Nếu Kinh Thánh có chỗ nói chính xác như vậy đó thì mình cứ trích dẫn Kinh Thánh, nguyên văn Kinh Thánh thì không ai cự cãi gì mình được hết trơn á. Nhưng cái này mình đang diễn ý của Kinh Thánh cho nên mình phải rất là thận trọng. Phút thứ 21 giây 20, người giảng nói Đức Chúa Trời chọn rồi Đức Chúa Trời ban ân điển, thì chỗ nào Kinh Thánh đề cập đến? À, đây nó đụng tới một vấn đề thần học về cái sự lựa chọn. Chúa chọn rồi Chúa ban ân điển, hay Chúa ban ân điển vì Chúa ban ân điển cho nên Chúa mới chọn? Cái chọn và cái ân điển của Chúa nó là tách rời hay là nó nhập cục chung với nhau? Đây là một cái vấn đề thần học. Thần học thuộc về thần học hệ thống. Cho nên đó, khi mà tôi không có nói chỗ này là đúng hay sai, nhưng mà trong cái việc chúng ta soạn bài giảng đó, mình đụng chạm tới những cái góc độ thần học, mình phải chắc chắn cái điều mình nói nó có cái nền tảng Kinh Thánh hay không. Và nếu mà có Kinh Thánh đó thì tốt, không có Kinh Thánh đừng nói. Thà mình không nói cái điều mà Kinh Thánh không nói nó vẫn tốt hơn là mình nói điều Kinh Thánh không nói. Mình nói điều Kinh Thánh không nói là mình nói trật, mà mình không nói điều Kinh Thánh không nói thì nó không có cái gì để mà người ta nói là mình trật hết. Phút thứ 23, người giảng kể về những đặc tính của bông trái Thánh Linh và các ân tứ Thánh Linh nhằm mục đích gì? À, chỗ này cũng là một câu hỏi, tức là một sư lâm khi nghe chỗ này thì không biết là người giảng liệt kê cái danh sách đó với dụng ý gì, bởi vì trong cái câu chuyện của bài giảng này lẽ ra nó phải là hướng về sự cầu nguyện chứ không phải là những trái của Thánh Linh hay là ân tứ Thánh Linh, và bây giờ lại đưa nó vào trong này thì nó có thể làm lệch đề tài. Chuyện đạo đốc giảng không nói điều gì gây nhầm lẫn, mất tập trung hoặc quá khó hiểu, thì đây là góc nhìn cá nhân. Cho nên khi mà mình nhận xét về bài giảng của mình nó cũng lý thú là chỗ đó. Rồi, có lời kêu gọi hành động rõ ràng, thì có lời kêu gọi cầu nguyện giữ mối tương giao với Chúa, xin Chúa ban ơn đầy dẫy Thánh Linh để đi làm chứng, thì đây là một cái lời kêu gọi phần áp dụng.
Đề đốc kêu gọi mọi người yêu thương nhau, đặt đức tin lên Chúa Giêsu. Chưa thực sự có lời kêu gọi rõ ràng, chủ yếu giảng luận để hiểu. Đây cũng là một góc nhìn. Minh họa thì tôi không thấy một cái ví dụ minh họa về cái công hiệu của sự cầu nguyện, không thấy rõ điều đó. Mục sư Lâm cũng không thấy có minh họa. Rồi thầy đáp thì lại thấy tấm lòng chân thành, giảng giải lẽ thật, có nối kết nối với khán giả. Người giảng có dùng tốt các ví dụ minh họa, nhìn bầu trời ba la bày tỏ Chúa là đấng quyền năng, nhờ quyền pháp Đức Thánh Linh ra đi rao giảng, vân vân, đại khái như vậy. Thì đây là cái góc nhìn chủ quan của thầy đó. Chưa thực sự khai thác tốt các ví dụ, vẫn hơi chung chung với người nghe, thì đây cũng là một cái nhận định đáng để mình lưu ý. Cái cách trình bày của thầy đốc ở trong cái bài giảng này thì nó rất là tổng quát, nó chung chung, nó không có cái gì nó cá nhân, nó đi sâu vào trong đời sống của ai hết. Nó cũng thiếu những cái ví dụ cá nhân nữa. Độ dài thì bài giảng này nó vừa phải, không vượt quá thời gian quy định, nhưng hai phần chênh lệch nhau khá nhiều. Phần đầu thì dài 19 phút mà phần hai có 10 phút thôi. Phần kết luận có thuyết phục không? Thì phần kết luận không thực sự động lại điều gì về bài giảng vì nó thiếu cái điểm nhấn. Đây là điều mà chúng ta lưu ý trong việc mình soạn một bài giảng giải kinh, nhất là một bài giảng giải kinh, mình cần phải có một cái điểm nhấn của toàn toàn bộ cái bài giảng. Có tóm tắt lại đoạn kinh thánh, kết thúc quá nhanh, chỉ khoảng 2 phút thôi. Rồi thầy đốc thì kết luận có tích thuyết phục, không chiếm quá nhiều thời gian. Người thì lại thấy là chưa thuyết phục và không có sự tóm tắt điểm chính ở cái phần kết luận. Thì đây là điều mà thầy đó cần lưu ý ha. Khả năng ghi nhớ thì tôi thấy rằng là trọng tâm bài giảng không có rõ ràng, cho nên chỉ nhớ chung chung là nói về sự cầu nguyện thôi, chứ không có một cái điểm gì cụ thể. Rồi Mục sư Lâm thì lưu ý đến cái chuyện quỳ gối cầu nguyện. Rồi hình ảnh minh họa tình yêu Chúa vượt quá tầng mây, vượt quá mọi sự hiểu biết, hãy đi rao truyền phúc âm của Chúa Giêsu. Khó có khả năng liên kết bài giảng để ghi nhớ vì bị đứt đoạn và khó gắn kết, tức là cái mạch bài giảng dường như nó có cái sự rời rạc. Đây là cái góc nhìn của thầy Đại. Và những người chưa tin thì tôi thấy là bài giảng không có hướng đến những người chưa tin, và đa số những người khác cũng nhìn thấy như vậy. Rồi phong cách, cái cử chỉ người giảng có phù hợp để giúp rao truyền sứ điệp hay không, thì tôi thấy ở cái phần đầu bài giảng đó, cái tay của thầy đốc đưa ra nó khá là thiếu tự nhiên. Rồi khi mà những phút đầu bài giảng đó, thì thầy đốc có một số cái cử điệu trên trên tay của mình, thì cái diễn tả cái sự bỏ qua đó bằng cái cử điệu tay nó chưa có phù hợp. Rồi cái hành động quỳ gối thì nó gây phân tâm hơn là một cái minh họa tốt cho cái bài giảng. Nó có vẻ gượng gạo, thiếu tự nhiên, vì mắt thì vẫn nhìn vào bản thảo mà cái cơ thể đó thì cố gắng diễn đạt một cái điều gì đó, cho nên nó rất là thiếu tự nhiên. Rồi phần còn lại của bài giảng hầu như không có một cái cử điệu nào, cho nên nó thiếu cái sự sinh động. Tôi không thấy có sự tương tác bằng mắt, và đây là điểm mà thầy đó tôi nghĩ là phải lưu ý. Khi mà thầy dừng đọc đó thì thầy lại nhìn lên trên trần nhà chứ không có nhìn cử tọa. Đây là cái điều mà mình phải phải lưu ý để mình tránh. Nó có thể là một cái thói quen, hoặc là nó thể hiện cái sự bồn chồn, sự lo lắng của mình, nhất là khi mà thầy đó cầm cái bài giảng, cái bản thảo của mình đó, và sợ là mình bỏ sót một cái chi tiết nào đó trong bản thảo chẳng hạn như vậy. Thành ra cái cử chỉ, cái ánh mắt của mình nhìn lên trần nhà nó thể hiện cái sự lo lắng bồn chồn, cũng có thể là như vậy, hoặc cũng có thể đây là cái thói quen của thầy. Thành ra tôi lưu ý đây là người giảng phải nhìn vào cử tọa và phải tập nhìn họ với một cái chủ ý. Dù không nhất thiết mình phải điều tiết mắt để có thể thấy rõ từng gương mặt nếu như mình chưa quen. Như tôi cũng có lần trình bày với quý tôi tới Chúa đó, là khi mà tôi nhìn hội chúng đó, tôi sẽ nhìn tổng quát, chứ không phải là tôi mắt tôi nó không có điều tiết để tôi thấy chi tiết từng người từng người từng người một. Nếu mà tôi cần đó thì tôi sẽ nhìn thẳng vào một người nào đó để thấy rõ họ, cái mặt của họ như thế nào. Còn khi mà mình đang giảng chung chung đó thì mình sẽ nhìn hội chúng một cách chung chung, mình không cần phải tập trung vào bất cứ một con người nào, bởi vì cái lúc mà mình tập trung vào cái người đó đó, nó có thể làm cho mình mất tập trung vào cái bài giảng. Cho nên mình nhìn khái quát, nhìn tổng quát thôi. Và dù bất cứ cái chuyện gì xảy ra ở trên tòa giảng, trong cái lúc mình giảng,
thì mình phớt lờ hết. Nên quý vị mở trong cái YouTube Hội Thánh của chúng tôi và nghe cái bài giảng tôi giảng vừa rồi, tuần vừa rồi đây, thì đang lúc tôi giảng tự nhiên một cái phần trang trí rất là lớn là cái bánh chưng với lại cái trái dưa hấu ở trên sân khấu nó rớt xuống sau lưng tôi một cái âm, và ai cũng thấy cái đó, tôi nghe một cái âm thì tôi cũng biết là nó rớt rồi, nhưng mà tôi vẫn giảng bình thường, không có để cho nó làm cho mình phân tâm. Tôi thậm chí cũng không quay đầu lại để nhìn coi cái gì rớt nữa, không có cần thiết. Nó không đụng vào đầu mình, nó không đụng vào người mình thì thôi, nó chỉ tạo một cái tiếng động, thì ở dưới họ chúng mà nhìn lên họ thấy nó rớt thì kệ. Mình không có quan tâm tới cái chuyện đó và mình vẫn tiếp tục giảng. Tại vì khi mà mình quay trở lại mình nhìn thì mình chẳng những là mình khiến cho cả hội chúng chú ý vào cái vật nó đã rớt xuống, và khi mà người ta đã chú ý vào cái vật rớt xuống rồi, quý vị biết cái câu hỏi tiếp theo họ sẽ hỏi trong đầu họ là gì không? Đứa nào dán cái đó lên đó mà bây giờ nó rớt xuống, làm ăn cẩu thả, là người ta sẽ hạch tội cái người đã trang trí liền, phải không? Trong khi đó là cái sự cố ngoài ý muốn, thành ra mình không có muốn người ta chú ý vào cái chuyện đó. Mình không muốn người ta chú ý vào chuyện đó thì mình phải làm thế nào? Mình phải phớt lờ nó và mình tập trung vào trong cái bài giảng, tiếp tục cái bài giảng, thì họ chỉ nhìn nó rớt một tiếng động chút xíu rồi họ sao lãng chừng khoảng 5 giây 7 giây gì đó, rồi họ trở lại với bài giảng ngay lập tức. Mình không có mất cử tọa của mình. Cho nên quý vị có thể xem lại cái bài giảng đó thì sẽ thấy cái lúc đó tôi ứng xử như thế nào. Và đó là cái mà mình nên nên để ý. Và cái cử điệu, nhất là cái ánh mắt của chúng ta đó, mình phải lưu ý. Cử điệu tay thể hiện cái sự mạnh mẽ trong phút giây thứ 20, phút 26 giây 42. Mạnh mẽ nhưng mà nó yếu xìu à, nó không có cương quyết. Và cái giao nó thiếu cái cương quyết, nó thiếu cái sự giao tiếp bằng mắt, cho nên nó không có hiệu quả. Tôi nhớ một lần như mạnh mẽ mà nhìn lên trên tầng nhà vậy đó. Thành ra nó rất là, đây là cái mà thầy đó cần phải lưu ý để mình có thể khắc phục trong tương lai. Trang phục thì tốt, cử chỉ và giảng phù hợp, có vài tác động rõ ý nghĩa bài giảng, nhưng mà bởi vì đó cả cái bài giảng thầy không có một cái cử động nào hết, chỉ có đầu bài giảng rồi cuối bài giảng có một chút cái cử động thôi, thì nó lại trở nên rất là gượng gạo và nó không có đi, nó không có cái tác động lớn đối với cử tọa. Về nhịp độ thì tôi thấy là tốc độ giảng nó hơi chậm, giọng nói thì đều đều cho nên nó thiếu cái sự cuốn hút. Mình phải tập lên giọng xuống giọng, mình phải tập ngắt và có cái khoảng lặng cho cái người nghe giảng. Cái điều đó rất là quan trọng. Thì cái phần âm thanh đó thì có lẽ là quay qua cái video này qua cái điện thoại như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái không gian của cái phòng đó với cái hệ thống âm thanh của cái phòng đó đó thì nó không có tương xứng với nhau, cho nên nó có nhiều cái tiếng vang, tiếng echo làm cho cái giọng nó bị ồm 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 ồm, nó nhiều cái tiếng bass quá, thành ra cái lời phát âm nó không có rõ. Không không biết là thầy Đốc có thể nhờ một anh em nào biết vấn đề chỉnh âm thanh đó đến giúp mình hay không. Một cái nguyên tắc trong khi giảng đó là chúng ta nên nhớ khi giảng mình không có để echo, giống như lúc mình hát mình phải tắt echo đi mà mình mở cái reverb lên. Nhiều người không biết xài reverb cho nên để echo ra, cái tiếng nó ra rất là kỳ, nó bị méo cái tiếng của người giảng. Mục sư Lâm thấy là giọng đọc thì chậm, đều từ phút thứ 24 trở đi thì nó nhỏ, có cử điệu nhưng không nhiều, phần đầu khi nói đến quỳ gối cầu nguyện rồi diễn đạt bằng hành động thì nó không có cần thiết. Chuyện đạo đốc nói có nhịp độ phù hợp và đa dạng, không quá nhanh hay là quá chậm, đây cũng là một cái cảm nhận. Cho nên khi mà thầy đốc nhìn lại cái bài giảng của mình, xem lại bài giảng của mình rồi đối chiếu với lại cái lượng giá của người khác đó, thì mình sẽ thấy nó có những cái khác biệt, tại sao người ta có cảm nhận khác với mình. Nhịp độ chưa ổn, người giảng chỉ giảng theo chất giọng đều đều nên cần có điểm nhấn nhanh chậm để tránh buồn ngủ. Từ đệm thì rất là tốt, một điểm là tôi thấy thầy không có một cái từ đệm nào hết, không có sự lặp lại, rất là tốt. Tính xác thực thì tôi thấy là lệ thuộc vào bản thảo khá là nhiều, cho nên tôi thấy người giảng đọc cái bài giảng này hơn là giảng cái bài giảng này, đó là cái cảm giác của tôi. Người giảng phụ thuộc hoàn toàn vào bản thảo, dường như chỉ nhìn và đọc không có sự tương tác với hội chúng, có lúc đọc còn vấp.
Truyền đạo đốc tin nội dung bài giảng, giảng có lệ thuộc vào bản thảo, tức là thầy đó cũng nhìn thấy cái điểm này. Người giảng có sự tin quyết vào sự cầu nguyện nhưng lại không thể bày tỏ hết cái điều đó. Sự tham gia của hội chúng thì cử tọa chỉ đáp ứng ở đầu bài giảng, không nghe có sứ điệp, có cái sự đáp ứng nào ở phần còn lại. Phần cuối thì có vỗ tay nhưng không biết là vì bài giảng đã hết hay là vì họ nhận được một cái điều gì đó quý báu từ cái bài giảng. Cái tiếng vỗ tay của cử tọa đó đôi khi nó rất là nguy hiểm, nó gửi cho mình cái thông điệp chặt lắc à. Nhiều khi họ vỗ tay là tại vì mình giảng xong rồi đó, chứ nếu mà mình giảng nữa họ không chịu hết nổi. Cho nên mình phải lưu ý cái điểm đó, tiếng vỗ tay nó không có lượng giá cái chất lượng bài giảng của mình đâu. Còn nếu mà gặp tín đồ mà mình vừa giảng xong cái hội chúng họ khen mình, ô mục sư bữa nay mục sư bài giảng mục sư hay quá hay, thì gặp tôi là tôi hỏi liền hay chỗ nào vậy, nói tôi nghe thử, để cho họ thứ nhất là không có khen một cái kiểu mà khuôn sáo, cái thứ hai đó là mình tập cho họ phải thật với chính họ. Nếu thực sự họ nhận được một cái điều gì đó sâu sắc từ bài giảng thì họ phải trả lời được cái điểm đó khi mình đặt cái câu hỏi ngược trở lại. Mình không muốn tín hữu khen một cái kiểu qua loa, chiếu lệ hoặc là khách sáo. Mình muốn khen họ khen một cách thật lòng, mà thật lòng đó thì họ phải có một cái gì đó họ mới khen. Đó là cách mà tôi thường áp dụng đối với tín hữu trong hội thánh. Khán giả quan tâm lúc đầu nhưng lúc sau thì không thấy phản hồi nhiều. Trang phục thì chỉnh chu, nhưng mà cái cổ áo sơ mi đó này thì đốc lưu ý, cổ áo sơ mi nó bị chĩa ra ngoài cái áo vest ở phía bên trái đó, phía bên trái hay bên phải ta, như bên phải chứ. Thì xem lại cái video thì thầy sẽ thấy nó bị chĩa ra chút xíu, cho nên mình chỉ cần bẻ xuống mình nhét nó vào trong cái áo vest thì ok. Mục sư Lâm không có điều gì mất tập trung về trang phục hay vẻ bề ngoài. Trang phục nghiêm trang, trang phục đẹp, lịch sự và trang trọng phù hợp với cái sự giảng dạy. Thì thầy Đại có thêm một cái ý là người giảng luyện tập thêm về chất giọng để dễ nghe, đặc biệt là khả năng nhấn nhá hay là giảm nhẹ khi mà nghe giảng. Đúng là khi mình trình bày một sứ điệp thì nó có những cái thăng trầm, mình phải lưu ý những cái điểm đó nha. Rồi đây là cái bài giảng của thầy Đốc. Có quý vị có góp ý gì thêm cho thầy Đốc, hay là thầy Đốc có phản hồi gì thêm không? Giáo sư và quý vị mục sư, tôi tới Chúa rất là cảm ơn khi được học cái môn giảng dạy kinh, là cái yêu khuyết điểm qua giáo sư hướng dẫn và các bạn nhận xét, xin thành thật tiếp thu và cố gắng trở nên tốt trong việc giảng dạy lời Chúa. Rồi, cảm ơn thầy đọc. Rồi, mình tiếp theo cái bài giảng thứ hai là của thầy Tuấn. Cái phần giới thiệu thì phần giới thiệu của cái bài giảng này nó ngắn, nó có trình bày nội dung chính của cái bài giảng nhưng mà chưa thực sự thu hút với cái cử tọa. Nhưng mà đối với mục sư Lâm thì nó là cái phần giới thiệu thu hút, làm cho mục sư Lâm muốn nghe cái bài giảng này. Thì có thể tôi nhìn cái bài giảng ở một góc độ khác. Rồi thầy Đốc thì thấy là bài giảng này thu hút qua cái việc mời đọc kinh thánh rồi cầu nguyện rồi xin Chúa dẫn đưa vào lẽ thật, rồi đưa vấn đề phước vào việc tìm cầu đầu năm mới. Hoặc là thầy Trung Phan Trung Đại thì nói rằng là tại tựa đề bình thường không thu hút người nghe, cảm thấy chủ đề bình thường vì chủ đề Giáng sinh thường hay lặp đi lặp lại. Chắc là có lẽ thầy làm thầy copy qua hàng sau đó không biết nữa. Rồi phần kinh thánh thì tôi thấy người giảng bám sát kinh thánh rất là tốt. Kinh thánh làm nền tảng cho sứ điệp, kinh thánh có được sử dụng và giải thích tốt làm nền tảng cho sứ điệp. Người giảng sử dụng Ephesos đoạn 1 câu 3 câu 6 và giải thích nền tảng chưa tốt thì cũng không biết là chưa tốt như thế nào. Cho nên lần tới khi mà chúng ta có những cái lượng giá bài giảng đó thì mình nên chi tiết một chút xíu, cái điểm nào tốt thì tại sao nó tốt, chưa tốt thì tại sao nó chưa tốt. Rồi phần tóm tắt thì tôi thì thấy khó vì ý chính của bài giảng không có được nhắc lại nhiều lần ở trong bài giảng. Chúng ta lưu ý là trong bài giảng giải kinh đó, mình chỉ có một cái ý chính mà thôi. Và rồi chúng ta cần nhắc đi nhắc lại cái ý chính đó trong bài giảng mình nhiều lần, mình tìm cách để mình đưa nó vào ngay cả những cái chỗ mà mình không có giải thích trực tiếp với cái ý chính của bài giảng, nhưng mình vẫn có thể nhắc lại cái ý chính đó như là một cách để cho người nghe họ kết nối những cái phần khác nhau của bài giảng với một cái ý tưởng trung tâm. Rồi mục sư Lâm thì thấy là những phước lành thiêng liêng khi được Chúa chọn và làm con của Chúa. Chúa là nguồn phước ban cho chúng ta,
vinh hiển và ân điển trong Chúa qua con của Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi người nghe lại thích cấp nắm bắt được một cái góc độ khác nhau. Về phúc âm thì phúc âm không được đề cập trong bài giảng này, tôi thấy như vậy. Mục sư Lâm cũng thấy Chúa Giêsu không phải là trọng tâm của sứ điệp. Thầy Dương Đốc chỉ giảng trình bày phước nói qua được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh qua tin phúc âm Chúa Giêsu, Chúa ban mọi phước thiêng liêng. Thì thời đại thì nhận xét phúc âm không phải là trọng tâm của sứ điệp. Rõ ràng thì có cái hình ảnh minh họa Nam Châm có thể gây hiểu lầm là người giảng kêu gọi hội chúng thu hút người ta đến với mình hơn là đến với Chúa. Cái hình ảnh của cái Nam Châm đó để hút sắc đó. Người giảng nói trước khi sáng thế, đây là phần của Mục sư Lâm, người giảng nói trước khi sáng thế Ngài đã hoàn thành kế hoạch cứu rỗi bởi phúc âm qua Đức Thánh Linh. Là ý gì? Chỗ nào Kinh Thánh đề cập đến? Thì đây cũng là một cái góc độ thần học mà mình cần phải lưu ý khi mình giảng. Hoàn thành kế hoạch cứu rỗi bởi phúc âm qua Đức Thánh Linh là sao? Cái điểm này nó rối. Phải không? Thành ra cái kế hoạch cứu rỗi là Đức Chúa Giêsu đã hoàn thành cái kế hoạch cứu rỗi đó chứ không phải là Đức Thánh Linh. Bởi phúc âm qua Đức Thánh Linh đó thì lại khiến cho người ta hiểu hiểu lầm, cho nên mình cần phải rõ ràng một chút xíu. Tức là cái kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời được thực hiện trong Đức Chúa Jesus Christ, và khi một người đã được cứu rồi thì họ được cái sự thêm sức, được sự ban ơn của Đức Thánh Linh để có thể tiếp tục sống trọn vẹn hoặc là sống tăng trưởng ở trong cái sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh trong những ngày mà họ sống trên đất này. Diễn giải thì nó hơi dài dòng nhưng mà mình cần phải rõ ràng để về phương diện thần học người ta không có bắt bẻ mình. Rồi phút thứ 9 giây 20 đang nói về ngợi khen Đức Chúa Trời, người giảng đi đưa Kinh Thánh Matthew đoạn 19 câu 17 chỉ có một đấng lành là nhằm mục đích gì? Tức là chỗ này phần trích dẫn Kinh Thánh nó không có phù hợp với cái mạch văn hay là cái mạch lập luận của cái bài giảng ở cái chỗ đó. Mình lưu ý điểm này. Mọi phước thiên là thỏa mãn mọi nhu cầu. Chỗ nào Kinh Thánh đề cập đến phút thứ 11. Đây cũng là một cái lỗ hổng về phương diện thần học. Tức là mình giải thích mọi phước thiên là thỏa mãn mọi nhu cầu thì nó là một cái giải thích rất là nguy hiểm. Tại vì Đức Chúa Trời không phải là đấng giải quyết hay là thỏa mãn mọi nhu cầu của mình. Chúa đáp ứng những nhu cầu, mọi nhu cầu của chúng ta theo cái góc nhìn của Chúa. Chứ không phải là khi mình nói là thỏa mãn mọi nhu cầu ở đây mà mình chỉ để không vậy đó. Mình không có nói gì thêm đó thì người ta sẽ nghĩ là ồ như vậy là tôi cần tiền, tôi cần xe, tôi cần gì là Chúa sẽ đáp ứng hết. Nó không phải như vậy. Thành ra mọi phước thiêng liêng là thỏa mãn mọi nhu cầu ở trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, ở trong cái khuôn khổ của sự dạy dỗ của lời Chúa. Thì mình cần phải nói thêm một chút để cho nó rõ ràng. Đáp ứng những cái nhu cầu mà thực sự cần thiết cho con người của mình về phương diện thuộc linh và về phương diện thuộc thể. Rồi sự tin kính là do cơ đốc nhân thực hiện chứ không phải Đức Chúa Trời ban cho. Đây cũng là một cái ý tưởng mà mình cần phải suy nghĩ lại. Sự tin kính như vậy là việc mà cơ đốc nhân thực hành sự tin kính theo cái điều mà Phaolô dạy đó thì nó có phải là việc làm hay không? Nếu sự tin kính là do cơ đốc nhân thực hiện đó chứ không phải Đức Chúa Trời ban cho thì như vậy mình có thể làm nên cái sự tin kính của mình không? Hay sự tin kính là một cái gì đó Đức Chúa Trời đặt để trong lòng của mình, Chúa ban cho mình và mình nhận lãnh và mình thực hành nó. Tức là cái vấn đề của cái câu hỏi này là cái nguồn gốc của sự tin kính. Thì người giảng cần phải vật lộn, cần phải suy nghĩ trở lại là cái điểm mà mình muốn nói đây là cái gì? Người giảng dường như loay hoay về sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Chúa chọn chúng ta thì chúng ta mới có quyền kêu cầu Ngài, và những người chưa biết Chúa thì không có quyền kêu cầu Chúa hay sao? Ở đây cũng là một cái điểm cần phải lưu ý. Kinh Thánh có nói là ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Cái chữ ai đó không có giới hạn là người tin Chúa hay là người không tin Chúa, mà chữ ai đó có nghĩa là tất cả mọi người. Thì tất cả mọi người kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Cho nên cái việc mà chúng ta nói, việc người giảng nói đến ở đây là cần phải xét lại hoặc là mình điều chỉnh nó lại cho nó phù hợp với cái quan điểm thần học của Kinh Thánh. Chúa chọn chúng ta để đổi cách sống của chúng ta là ý gì? Chỗ nào Kinh Thánh nói đến? Chúa chọn mình để đổi cách sống của mình.
giống như mục đích của Chúa là để thay đổi cái cách mình sống, thì cũng không hẳn là như vậy. Cái sự thay đổi lối sống của chúng ta là hệ quả từ việc chúng ta tin Chúa, mà chúng ta tin Chúa là nhờ Chúa đã chọn mình trước buổi sáng thế mình mới tin Chúa, chứ Chúa không chọn mình cũng không có, mình cũng không có phần với Chúa đâu, đừng có mơ, thấy không? Cho nên việc mà mình cái cách sống của mình đó, được thay đổi, nó là cái hệ quả của việc chúng ta tin Chúa, chứ đó không phải là chủ đích của Chúa. Chủ đích của Chúa là để phục hòa chúng ta với Ngài. Người giảng dùng khái niệm con nuôi ngoài đời để giải thích lẽ mầu nhiệm về con nuôi của Đức Chúa Trời là không rõ ràng, gây hiểu nhầm và ngộ nhận. Cái khái niệm về con nuôi đó, nếu mà mình muốn hiểu cho nó tường tận đó, thì mình phải trở lại với Kinh Thánh thời thế kỷ thứ nhất, lúc mà ông Phaolô ông dùng cái khái niệm đó để ông trình bày về việc mà chúng ta là con nuôi của Đức Chúa Trời, nó hàm ý như thế nào. Chứ còn nếu mà mình dùng trong cái bối cảnh người Việt của chúng ta, trong xã hội chúng ta ngày nay đó, thì nó không có phù hợp. Tại vì cái khái niệm con nuôi trong cái nhìn của người Do Thái hồi xưa nó rất khác, khác rất là lớn so với cái nhìn về con nuôi trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Thành ra mình phải trở lại với lịch sử. Mục sư Tuấn không nói điều gì gây nhầm lẫn, mất tập trung hoặc quá khó hiểu, ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu. Phần áp dụng thì có lời kêu gọi đáp ứng với Chúa nhưng không rõ là phải làm gì, chỉ kêu gọi đáp ứng thôi chứ không biết là đáp ứng sao. Không có sự kêu gọi áp dụng rõ ràng sứ điệp, một sự tấn kêu gọi xin Đức Chúa Trời ban phước, hay là chưa có lời kêu gọi hành động rõ ràng, thì đa số người đều thấy như vậy. Rồi minh họa thì tôi thấy bài giảng này thiếu cái ví dụ minh họa. Có một ví dụ minh họa về 500 và kết luận là cái đốc nhân phải hút người khác đến với mình, thì điều này có thể gây ngộ nhận nếu như người nghe không biết họ phải hút cái cách như thế nào. Đối với mục sư Lâm thì không thấy có ví dụ minh họa cho sứ điệp, chỉ có ví dụ về cục 500. Thì cơ đốc nhân cũng thu hút người khác nhưng không liên quan gì đến sự lựa chọn. Mục sư Tuấn giảng có nói kết với khán giả, người giảng có dùng tốt các ví dụ minh họa Abraham, chi phái Levi, con nuôi, và ít sử dụng minh họa và chủ yếu diễn giải chung chung. Thì đây cũng là cái cảm nhận của tôi, bài giảng này ít có những cái ví dụ minh họa. Độ dài đến phút thứ 33 thì bị ngắt, cho nên không biết là bài giảng còn dài hơn nữa hay không. Nhưng nếu bài giảng kết thúc ở khoảng 33 35 phút thì nó là vừa. Kết luận thì phần kết luận có tóm tắt lại bài giảng nhưng mà chưa rõ cái trọng tâm của bài giảng là cái gì. Đang nghe dõi theo một sư Tuấn đang giảng đến phút 33 thì video trên YouTube ngắt kết nối. Bài giảng nhắc đi nhắc lại được phước một cách dễ hiểu, vấn đề là thời gian thôi. Có lẽ phần kết cũng tóm tắt và nhấn mạnh điểm chính của bài giảng. Kết luận thì lại liên quan đến vấn đề sai lạc thay vì tóm lại về ân phước của Chúa ban. Khả năng ghi nhớ, tôi thấy sứ điệp này không đọng lại ấn tượng gì rõ ràng, ngoại trừ việc tín nhân được Chúa ban các loại phước khác nhau. Không có cái hình ảnh minh họa hay điểm áp dụng đáng nhớ. Sư Tuấn Đức Chúa Trời ban phước, hình ảnh minh họa Abraham, chi phái Lê-vi, luôn. Một sự đại không có nhiều cụm từ ghi nhớ. Những người chưa tin thì bài giảng này không có đề cập gì đến những người chưa tin. Về phong cách thì ta thấy bài giảng này có cử điệu rất là giới hạn hoặc là hầu như không có, hai tay chủ yếu vịn vào cái bục giảng mà thôi. Mình lưu ý mình coi trên video thì mình sẽ thấy cái điểm này, nên thận trọng một chút xíu về cái cách mà chúng ta để tay ở trên bục giảng đó. Lệ thuộc và đọc bản thảo khá nhiều và thiếu tương tác bằng mắt với cử tọa, cử chỉ phù hợp, trang phục chỉnh tề, ngôn ngữ hình thể bình thường nhưng mà có bỏ tay vào túi quần. Tôi không để ý thấy khúc này nhưng mà thầy đại thì thấy nhịp độ bài giảng thì tôi thấy tốc độ bài giảng có phần hơi chậm, phù hợp không quá nhanh. Một sư Tuấn nói nhịp độ phù hợp, nhịp độ phù hợp và đa dạng. Từ đệm thì có những cái từ à hay là hoặc là giọng nói thì đều đều ít điểm nhấn, cũng giống như trường hợp của thầy Dương Đốc. Rồi tính xác thực, người giảng có sự tiên quyết nơi sứ điệp, chúng ta có thể nhìn thấy được điều đó, nhưng mà lại thuộc vào bản thảo đôi chút. Rồi sự tham gia thì không rõ, cử tọa đáp ứng như thế nào. Mục sư Lâm thì thấy có thu hút sự quan tâm về các phước thiêng liêng và sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Bài giảng chân thành có thu hút quan tâm nhưng không quay video cử tọa, không thấy đáp ứng thế nào. Tuy có thể nghe tiếng vỗ tay của cá nhân, thời đại thì thấy khán giả ít quan tâm. Thì trong cái video này nếu tôi nhớ không lầm là có một em thanh niên nó vừa
coi điện thoại, nó vừa nghe giảng. Về trang phục thì rất là chỉnh chu phù hợp. Sư Lâm để ý thấy lấy tay thấm nước miếng để lật bản thảo nghe mất tập trung. Và chi tiết này tôi cũng không có để ý để mà thấy được, nhưng mà đại khái là ở đây cũng là một cái bài giảng có nhiều điểm để mà chúng ta lưu ý. Hôm nay thì như lớp chúng ta thầy Tuấn, một sư Tuấn không có lên phải không? Ồ, có một sư Tuấn đây. Có này một xe Rồi, quý vị có góp ý gì thêm cho một sư Tuấn, và một sư Tuấn có phản hồi gì không? trước tiên cảm ơn giáo sư và cảm ơn tất cả anh em sinh viên có sự giúp đỡ để chia sẻ lời Chúa. Nói chung thì công việc Chúa thì nó cũng như quý vị đó, thì không biết nó có nhiều phần có chỗ mà cái video nó thì do cái lượng pin nhá, lượng sử dụng mà nó bị thiếu. Rồi thứ hai nữa, cái sở ta vô túi là không phải sở ta vô túi, vì cái ta phone tôi là nó riêng á, là khi cái âm thanh mà nó hú thì tôi phải đưa cái tai chỉnh cho nó khỏi bị hú lên như vậy đó. Thì thật sự cũng cảm ơn tất cả quý vị có cái sự giúp đỡ, chia sẻ, nêu ra những cái vấn đề mà xa trật thì chúng ta cần tôi sẽ sửa đổi, cầu nguyện cả ơn Chúa thôi. Cảm ơn quý vị và cảm ơn giáo sư. Rồi, cảm ơn quý thầy cô. Chúng ta mỗi một người chúng ta có cơ hội để được lượng giá cái bài giảng của mình một lần ở trong cái môn học này. Tôi chỉ nhắc lại cái bài giảng của chúng ta là cái bài tập cho cái môn học của chúng ta là có bốn cái bài giảng chính: cái bài giảng trước, rồi bài giảng theo Andy Stanley, bài giảng trước môn học, bài giảng theo Andy Stanley, bài giảng theo Robinson, rồi cái bài giảng sau cái môn học, tức là cái bài giảng thứ nhất đó, bài giảng đầu tiên đó, quý vị sẽ soạn lại cũng phần đoạn kinh thánh đó, soạn đề tài mới hoặc là một cái bài giảng mới, nhưng mà theo cái hướng giải kinh mà mình chọn, hoặc là Andy Stanley hoặc là Robinson gì cũng được, hoặc là kết hợp cả hai cũng được. Thì tôi có nhận được một số cái để coi cái bài giảng của Robinson thì tôi nhận được của 1 2 3 4 5 1 2 3 4 sinh viên thôi, là một sư Long, thầy Tùng, Phan Trung Đại, thầy Đại và một sư Long, một sư Lâm, một sư Long, tức là bốn người đã gửi cho tôi cái bài giảng của Robinson. Bài giảng của Andy Stanley thì có một sư Long, thầy Đốc, một sư Thành, một sư Tùng, thầy Đại với lại một sư Lâm, là 6 người. Quý vị, tôi đọc tên ở đây, quý vị ghi ghi xuống để em thôi quý vị quên nha. Có những bài giảng quý vị có thể chưa có nộp đó. Rồi bài giảng trước lớp học thì tôi nhận được tương đối đầy đủ, một sư Long, thầy Đại, Đoàn Minh Dương, hình như là nó nghỉ rồi, thầy Đốc, Huỳnh Bách, một sư Thành, sư Trí, một sư Nguyễn Huỳnh Tùng, Nguyễn Trọng Bình, một sư Lâm và Trần Quang Tuấn, có cả cô Xuân Mai nữa. Có thầy Trí đó, có mục sư Trí đó. Một Thiếu sư mục sư Trí. bài giảng trước đã có Nguyễn Đức Trí đây, tức là bài giảng À trước trước lớp học thì có. Rồi bài giảng Andy Stanley đó thì tôi chưa có, những người nào tôi chưa có nêu tên là tôi chưa nhận được đó. Thì bài giảng của Andy Stanley là có, tôi nhận được một sư Long của thầy Đốc, một sư Thành, Nguyễn Huỳnh Tùng, sư Tùng, rồi thầy Đại và một sư Lâm, là 7 người. Đó là Andy Stanley. Robinson thì chỉ mới có 4 người thôi, là một sư Long, một sư Tùng, thầy Đại và một sư Lâm. Còn cái bài giảng cuối cùng đó là bài giảng soạn lại cái bài giảng thứ nhất đó, thì có một sư Long, một sư Thành và một sư Lâm, 3 người thôi. Ở đây quý vị nào mà tôi đã nêu tên, quý vị thấy quý vị đã nộp đúng đủ đủ 4 bài giảng đó rồi, thì coi như là quý vị mãn phần rồi đó, xong phần rồi đó. À, thưa với giáo sư, Dạ. cái soạn lại cái bài giảng đầu tiên đó là tôi là sinh viên Tùng có gửi cho giáo sư cách đây mấy hôm đó giáo sư Ok, để thì tôi coi lại nha, bài giảng thứ tư.
Cái bài giảng đầu thuận lợi đó chứ. Tùng Một khi có báo tin là đã nhận được. Nguyễn Tùng, để tôi xem lại nha. Bởi vì có thấy có giáo sư có nhắn tin cho tôi là đã nhận. Bài tập soạn bài giảng, để tôi coi, tôi đúng là tôi có lưu nó mà nó nằm chỗ nào ta. Ồ, Là tôi bỏ nó vào trong cái bài thứ ba, là cái bài của Robinson, cái bài giảng của Robinson, thì như vậy là tôi chưa nhận được của một sư Tùng á. Nếu mà cái bài cuối cùng này đó, cái tựa đề của cái file là bài tập soạn bài giảng đó. Kinh Thánh là Giô-suê đoạn 1 từ câu 1 đến câu 9 á. Mạng lệnh cho người phục vụ, thì đây là cái bài giảng cuối cùng phải không? Bài giảng thứ tư phải không? Rồi, như vậy thì cái bài giảng thứ ba mục sư chưa có đó. Hình như tôi ai gửi đủ hết rồi mà giáo sư. Tôi chưa tôi, trong cái file của tôi chưa thấy nè, để tôi coi lại nha. Giáo sư coi lại giùm, nó thiếu rồi tôi Vậy giùm. là một sư Tùng gửi lại lần nữa thôi gì đâu. Dạ. Để tôi sẽ làm một cái danh sách rồi tôi gửi ra cho quý tôi tới Chúa biết là những ai tôi đã nhận được bài giảng rồi, và quý vị bài nào tôi đã nhận được rồi thì tôi sẽ gửi ra, còn bài nào mà quý vị chưa nhận được, tôi chưa nhận được đó, thì quý vị nếu đã gửi rồi thì vui lòng gửi lại cho tôi, còn nếu chưa gửi thì tranh thủ gửi. Hạn chót đó là bởi vì sau cái môn học này là ngay tuần sau là tôi phải dạy một cái lớp khác rồi, cho nên quý tôi tới Chúa có một tuần lễ để nộp hết tất cả những cái bài giảng mà mình của cái môn học này, rồi mình sẽ kết thúc cái môn học, sau đó tôi sẽ chấm điểm, rồi tôi sẽ cho quý tôi tới Chúa biết cái điểm số của mình cuối cùng là như thế nào. Với cái môn học này đó thì tôi không có cho cái điểm y, tức là incomplete hay là chưa, không có hoàn tất. Hoặc là quý tôi tới Chúa đủ điểm để đậu, hoặc là quý tôi tới Chúa phải học lại, chứ tôi không có cái điểm incomplete. Là có những sinh viên học xong không thèm làm bài cái rồi cứ bắt giáo sư cứ chờ 5 7 tháng sau cứ gửi cái bài tới rồi kêu giáo sư chấm điểm cho mình, khi mà tôi hướng dẫn bất cứ môn nào đó, hoặc là đậu hoặc là F hoặc là rớt, chứ không có cái điểm incomplete. Nó làm mất thời giờ của nhau nhiều lắm. Và quý sinh viên khi đã học đó, ghi danh một cái lớp nào đó thì mình phải phải commit, mình phải tập trung thời gian của mình để mình học cho xong một cái môn học đó, rồi mình làm bài đầy đủ theo cái yêu cầu của môn học. Chứ nếu mà mình kéo dài đó, rồi để 5 7 tháng sau rồi mình gửi bài cho giáo sư rồi kêu giáo sư chấm điểm cho mình, thì những người khác thì có thể chấp nhận việc đó, nhưng mà đối với tôi thì không. Vì tất cả chúng ta đều là những người có công việc bận rộn, rồi trí nhớ của mình nó cũng 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 giới hạn phải không? Nhiều khi cái chuyện của những tháng trước, 1 2 tháng trước mình còn không nhớ, huống chi 6 7 tháng trước. Ok. Rồi quý vị có câu Mục hỏi sư ơi, cho em hỏi một chút ạ. gì? Cho em hỏi một chút là mục sư ơi, các cái YouTube của em không biết là bị vi phạm cái bản quyền hay như thế nào, nó dỡ hết sạch. Ủa Các cái vậy á? đây là không sao đâu ạ. Chắc là cũng không vấn đề đúng không ạ? Không không sao đâu, tại vì Nhưng mà cái phần mà mục sư gửi cho tôi cái bản cái bản text á, cái file Word đó, hoặc là dạ PDF. vâng. Và bởi vì nhiều khi em chỉ dựa trên đấy thôi, nếu em giảng thì nó hơi khác đấy. Nó cũng có thêm bổ sung nữa. Chắc mục sư có nghe thì mục sư hiểu. Thì Nhiều tôi khi có em chỉ này. nghe. Thì tôi khi mà tôi chấm thì tôi cũng chủ yếu cũng sẽ dựa vào trong cái bản thảo nhiều, còn cái video đó là chủ yếu để góp ý với lại quý tôi tới Chúa về cái cách trình bày. Dạ. Cảm ơn mục sư. Rồi về cái lượng giá bài giảng, lượng giá bài giảng thì có những cái bài tổng hợp, không biết là có những người tôi đã gửi ra hết chưa hay là vẫn còn thiếu. Nếu mà quý vị đã được cái lượng giá bài giảng mà chưa có nhận cái file lượng giá của tôi đó thì vui lòng cho tôi biết.
nha, rồi tôi sẽ gửi lại cho quý vị những cái bài tổng hợp đó. Rồi quý vị có câu hỏi gì thêm về môn học nữa không? Dạ, thưa giáo sư, xin phép giáo sư, theo những môn học khác thì sau khi môn học khoảng chừng 3 tuần thì mới làm nộp đủ cái bài bài tập á. Dạ, Dạ. xin giáo sư vui lòng cho rời cái ngày chót cái nộp bài được không ạ? Ok. Cái môn học này đó là khi mà mình soạn bài giảng, mình học 4 tuần, mình soạn mỗi tuần mình đều đều có một cái bài giảng hết á. Thành ra về căn bản đó là bài tập của quý mục sư là lẽ ra là nó phải xong hết trơn rồi. Chứ không phải là đợi tới cuối bài, tới cái cuối cùng của cái môn học thì mình mới gửi cái bài giảng mình vô. Cho nên mục sư, thầy đốc, để tôi coi lại coi thầy đốc có thiếu cái môn nào, thiếu cái bài giảng nào hay không. Thì trong cái tuần Vâng, đó đó, trong những cái tuần đó đó quý thầy, thầy đó coi lại những cái bài giảng cũ của mình đã soạn trong cái tuần đó thì thầy đó gửi cho tôi cũng được, chứ không cần phải soạn bài giảng mới, bởi vì mỗi một tuần mình đều có một cái bài giảng mà từ tháng 1 tới nay tháng 3 là mình có ít nhất cũng 7-8 bài giảng rồi, chứ không phải là mình không có bài giảng. Thành ra quý thầy, tôi tới Chúa không có cần phải áp lực là phải soạn thêm bài mới, những cái bài mà quý vị đã soạn trong những tuần trước cũng được rồi. Và nếu mà mình muốn áp dụng theo cái Andy Stanley hoặc là theo Robinson đó, mình có thể dùng cái bài giảng cũ mà mình đã soạn, mình điều chỉnh nó lại một chút xíu cho nó phù hợp với cái cách soạn bài giảng của hai cái vị này thì cũng ok rồi, chứ không có cần phải làm một cái bài giảng mới. Bài giảng, để tôi coi bài giảng trước môn học thì thầy Dương Đốc có một cái bài giảng rồi nè, Episode động 3 này, thì cái bài giảng thứ tư đó, bài giảng soạn lại thì thầy Đốc có thể giảng soạn lại cái bài giảng Episode động 3 câu 14 đến câu thứ 21. Nó sẽ không có quá nhiều cho quý vị đâu, tại vì cái thiết kế của cái môn học này là để cho quý vị vừa thực hành cái mục vụ của mình, thi hành cái mục vụ của mình mà vừa có thể học hỏi qua cái những cái bài giảng của mình đã soạn. Tôi thực sự trong cái môn học này tôi muốn kết thúc vào trong tuần tới đó, cho quý vị thêm một tuần nữa để nộp những cái bài giảng mình chưa nộp rồi. Bởi vì tuần tới là tôi bắt đầu dạy một cái lớp khác rồi, tôi dạy cái lớp lớp giảng căn bản, cho nên khi đã bắt đầu vào trong cái lớp đó rồi là tôi sẽ dạy liên tục từ từ tuần tới cho tới hết tháng 4 luôn, tức là 2 tháng liên tục của cái môn môn giảng căn bản. Thì nó sẽ nó nếu mà hai hai lớp mà gửi bài cho tôi cùng một lúc là chắc thế nào cũng lấy râu ông này cắm cằm bà kia, cho nên quý tôi tới Chúa cố gắng giúp tôi dùng việc đó ha. Rồi quý Dạ, vị thưa giáo sư, cho em hỏi là cái những cái bài giảng của giáo sư đó, có ghi âm lại đó, thì giáo sư có thể gửi lại cho sinh viên để đọc lại được không giáo sư ạ? được, tôi sẽ gửi sau cái buổi học hôm nay tôi sẽ tổng hợp lại hết rồi tôi sẽ post nó lên trên YouTube, rồi tôi gửi link ra cho quý thầy cô để quý thầy cô có thể tham khảo. Tất cả những cái PowerPoint bài thuyết trình của tôi đó, tôi cũng nếu muốn thì tôi cũng có thể gửi cho quý thầy cô. Hình như tôi có gửi cho một số rồi phải không? Tôi cũng không nhớ gửi số nào nữa, không mấy thôi gửi lại hết thì cũng được. Dạ, thưa giáo sư, vui lòng mình giúp dùng cho, tại vì phải làm cái bài tập về Hebrew là thi thi giữa khóa tốn nhiều thời gian lắm. Đúng rồi, Xin tôi giáo sư vui lòng giúp dùng cho để cho người lùi lại cái ngày chót được không ạ? Xin 2 tuần được không ạ? Ok, thì Tuấn nói như vậy thì tôi cũng sẽ cố gắng thôi. Nhưng mà quý tôi tới trước khác, quý vị có thể hoàn tất bài của mình ở trong vòng 1 tuần hay không? Dạ được 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 giáo sư. tại vì Rồi ai còn 1 tuần sao thì cứ làm cái 1 tuần. này là tôi không biết cái lịch học của quý vị ở tại Việt Nam, nếu mà nó qua tháng 3 quý vị học một cái môn khác nữa đó, mà cái môn học của chúng ta ở đây mà nó chưa có chịu kết thúc, nó lấn qua cái môn học khác á,
quý vị lại càng bị chồng chất bài vở càng nhiều hơn nữa, nó sẽ càng khó cho quý vị nữa. Nên tôi không biết cái lịch học của quý vị, nhưng mà trong trường hợp của thầy Đốc, nếu mà thầy muốn thêm một tuần nữa để có thể làm bài cho nó xong thì cũng được, đối với tôi nó không thành vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý điểm này là khi mà tôi bắt đầu dạy cái môn kia đó thì tôi cũng sẽ chấm bài cái môn kia, nó cũng rất là nhiều bài vở, cho nên quý vị nhớ đến cầu nguyện cho tôi trong cái công việc này. Vâng, cảm ơn giáo sư. Bởi vì tuần sau là cũng có lớp học môn mới rồi mục sư ơi, là đa bài nó cũng sẽ rất là nhiều, mà mục sư Ngô Việt Tân thì ra cho cũng làm bài cũng rất là nhiều. Thì đó là lý do mà tôi khuyến khích với tôi tới Chúa cố gắng hoàn tất trong vòng một tuần để mình không có lấn cái môn này qua cái môn kia. Rồi quý vị có câu hỏi gì nữa về cái môn Cảm ơn học, về cái nội dung của môn học không? giáo sư. Dạ, chắc hết rồi mục sư ơi. Chắc khi nào có cái gì cần thắc mắc chắc email cho mục sư. Mục sư cứ gửi cho đem các cái PowerPoint hôm nay nữa nhé mục sư nhé. Rồi, thì chúng ta sẽ gửi hết tất cả các PowerPoint cho quý tôi tới Chúa. Rồi, Vâng. Mục sư. ok. Thôi mình cùng cầu nguyện với nhau ha. Dạ, trước khi cầu nguyện để em xin đại diện lớp học cảm ơn mục sư đã trang bị cho huấn luyện cho tụi em 4 tuần lễ qua cái môn học giảng giải kinh này rất là bổ ích cho cái công việc giảng dạy, nó rất là mới đối với tụi em nhưng mà tụi em cũng sẽ cố gắng để áp dụng những gì có thể học được vào cái công tác giảng dạy để cho giảng lời Chúa một cách nó hiệu quả hơn cũng như là truyền đạt lời Chúa đến hội chúng một cách chính xác. Cũng sẽ trân trọng những cái cơ hội mà Chúa ban cho để giảng dạy lời Chúa, ý thức được đây là cái đặc ân mà Chúa ban cho những người để phục vụ Ngài. Xin Chúa cũng bổ sức lại cho mục sư cũng như là Chúa ban ơn để rồi mục sư cũng tiếp tục trang bị cho những sinh viên những lớp khác, tiếp tục dùng mục sư để trang bị để huấn luyện cho cái con dân của Chúa cũng như các tôi tớ Chúa ngày một hiệu quả hơn trong công tác hầu việc Chúa. Em xin hết. Cảm ơn Mục sư Lâm, cảm ơn hết thảy quý tôi tới Chúa. Tôi biết rằng là nhiều người trong quý vị có kinh nghiệm giảng dạy trong chức vụ lâu hơn tôi rất là nhiều, nhưng mà quý vị đã nhẫn nại cũng như là khiêm nhường để có thể ngồi cùng học chung với nhau, rất là quý. Tôi cảm ơn cái tâm tình của hết thảy quý tôi tới Chúa và cầu nguyện xin Chúa ban phước tiếp tục sử dụng chúng ta, không phải chỉ trong năm mới này nhưng mà những ngày còn lại của cuộc đời mình, để mình có một cái kỷ niệm với Chúa, ngọt ngào với Chúa ở trong cái chức vụ. Và phước hạnh thì nó sẽ chồng chất thêm thêm phước hạnh, nó sẽ sản sinh thêm phước hạnh, và đời sống của chúng ta cần phải được đầy những gì mà Đức Chúa Trời muốn tuôn đổ trong đời sống mình thì nó mới có thể tràn ra qua những người xung quanh của mình. Và điều đó cũng nhắc cho chúng ta nhớ một điều là nếu mà trong đời sống mình có những cái lỗ hổng nào đó, nó bị lủng chỗ nào đó, thì nhiều khi Chúa đổ vào nó lại xì vào cái chỗ đó. Mình đã xin Chúa chỉ cho mình biết để mình trám những cái chỗ đó lại, hoặc mình có thể chứa ân điển và tình thương của Chúa ở trong đời sống mình để dư dật luôn ở trong cái chức vụ. Tôi xin phép được cầu nguyện cho quý tôi tới Chúa ha. Thưa cha của chúng con, cảm ơn Chúa vì thật là cơ hội quý báu cho con được có cơ hội ngồi đây để cùng học lại với quý tôi tới Chúa một cái phương pháp giảng, mà cũng là một cái cơ hội để nhắc nhở cho con rất là nhiều điều ở trong chức vụ giảng dạy của chính con. Con cảm ơn Chúa đã dùng tấm gương cũng như là đời sống chức vụ của quý tôi tới Chúa cùng học với chúng con ở trong lớp này để khích lệ cho đời sống cá nhân con, nhìn thấy được những cái công trường mà Đức Chúa Trời đang mở rộng cho anh em chủ chúng con dự phần, và xin Chúa giúp đỡ để rồi mỗi chúng con thấy được giá trị của điều mà Chúa đã ban cho chúng con, để chúng con trân quý, chúng con tin cậy, chúng con bước tới, chúng con không sợ hãi, và chúng con chiến thắng những cái cám dỗ cũng như là chúng con có thể cậy ơn Chúa mà đắc thắng kẻ dữ, hầu đem những người hư mất về với Ngài. Ở Chúa ơi, trách nhiệm mà Chúa đặt để trên vai của mỗi chúng con trong cương vị là người chân bày rất là nặng nề, và mỗi một tôi tới Chúa có một hoàn cảnh khác nhau, có một cái bối cảnh khác nhau, có những tranh chiến khác nhau. Nhưng Chúa ơi, xin Chúa Ngài bao phủ họ bởi huyết của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài đi trước, đi sau, dẫn dắt từng bước anh em chị em của chúng con. Và con này xin Đức Chúa Jesus Christ
Ban tình yêu thương dư dật của Ngài tràn đầy trong tấm lòng của anh em chị em của chúng con. Đôi khi chúng con đứng trên bục giảng lâu năm, chúng con rất dễ bị rơi vào trong tình trạng khô hạn. Ôi Chúa ơi, xin Chúa cho quý tôi tớ Chúa, nếu rơi vào trong tình trạng này thì cũng biết rằng nó là một giai đoạn tuyệt vời và cần thiết cho đời sống và chức vụ của họ. Xin Chúa cho họ đừng nản lòng, đừng thối chí, đừng rút lui, nhưng trải qua cơn khô hạn thì sẽ được tưới mát từ nơi Đức Chúa Trời. Và xin Chúa giúp đỡ quý tôi tớ của Chúa để chúng con cũng đừng 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 nghĩ rằng là chúng con bởi một lời cầu nguyện hay bởi một cái cảm xúc nào đó mà chúng con vượt qua được những cái tranh chiến hay những khô hạn trong đời sống của chúng con. Cho chúng con nhận thức được rất rõ vấn đề trong nội tại chúng con, trong đời sống cá nhân của chúng con. Để rồi chúng con là một ống dẫn ơn phước, mà ơn phước từ Ngài đến với chúng con cần phải được tinh sạch, cần phải được gạn lọc, để rồi những cái gì mà bẩn nhớp trong đời sống của chúng con không đến với hội chúng của Ngài. Con xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, gột rửa giải cứu chúng con mỗi ngày và ràng buộc chúng con ở trong tình yêu thương của Chúa và của nhau. Mỗi khi chúng con nhớ đến nhau, chúng con cầu thay cho nhau trong chức vụ và nguyện xin ân điển tình yêu thương của Ngài giúp cho mỗi chúng con để chúng con có thể thắng hơn tất cả những kẻ ở trong thế gian này đang tìm cách phá hoại hội thánh. Ngài gìn giữ, Ngài bảo vệ chức vụ của anh em chị em của chúng con. Và rồi chúng con mong mỏi một ngày nào đó chúng con không phải được gặp nhau trên đất này không thôi, nhưng sẽ được gặp nhau trên thiên quốc và chúng con được vui mừng chia sẻ với nhau những kết quả mà Đức Chúa Trời sử dụng cuộc đời của chúng con để làm lợi ra cho vương quốc của Ngài. Xin cho chúng con đừng vì lo lắng sợ hãi mà chôn giấu ta lân Ngài vốn đã ban cho chúng con, và hãy cho chúng con tận dụng nó, mài giũa nó trở nên công cụ hữu dụng như là khí cụ bình an ở trong bàn tay của Đức Chúa Trời, đem chúng con đến gần với Ngài và hội chúng mà Chúa cho chúng con cai quản, Chúa cho chúng con chăm sóc, trang bày. Xin Chúa cũng đem hội chúng của Ngài đến gần với chính Ngài. Và chúng con tạ ơn Chúa về tất cả mọi điều. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Yeah. Yeah, Cảm cảm ơn ơn giáo mục sư. sư. Cảm ơn giáo sư nhiều. Cảm ơn giáo sư. Chào các mục sư, các hội trưởng. Amen. Chào quý thầy Chúa. Lớp mình tuần sau học nha. Lớp mình tuần sau học. Ôi chà, Chào. liên tục mà Cảm chết. ơn thầy, cảm ơn mục sư Lâm. Chúa phước cho mục sư Tín gia đình. Rồi, chào mục sư Chí, chào mục sư Tín, chào thầy Đốc, chào thầy Bình, chào mục sư Tuấn, chào cô Xuân Chào Mai. cô Trinh nha. Cô Trinh ở Hà Nội Xin mà chưa chưa gặp cô Trinh chào đâu. Xin chào tất cả. xin chào tất Hai cả. chào mục sư Long.